Trước khi bắt đầu cái buổi học hôm nay thì mời các thanh niên sinh chúng ta đồng chắp tay ngay ngắn trước ngực niệm danh hiệu hồng danh của Đức Phật Bổn Sư Ma Lăng, bắt đầu chương trình học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay có hai vị pháp thiền tông bây giờ đã vào rồi, và có một vị xin pháp cấp giác 26. Cố gắng thầy lớp trưởng cố gắng chịu khó giúp chú thầy điểm danh ghi xuống cái cột điểm để cứ trong một điểm danh mỗi một học kỳ mình quy định theo cái chương trình bộ giáo dục của các trường, nếu mình bắn quá bao nhiêu tiết đó thì mình phải cho thi lại chứ không được tham dự kỳ thi. Các thầy sinh chúng ta để học chúng ta phải cố gắng phải làm sao chịu khó chịu cực phải chuyên cần nghiên cứu học hành được cho tốt. Thế mình học cái bài hôm nay là chương trình Phật học cơ bản của mình. Bài học hôm nay mình học tiếp tục cái bài về là bài quy y Tam Bảo. Bài Tam Bảo. Tam Bảo là một trong những cái bài học căn bản nhất đầu tiên để các tăng ni sinh sẽ theo mình suốt đời. Tất cả những cái phần lớn cái Phật pháp. Nhưng mà những cái bài chẳng hạn như về một chút học bài đạo Phật, những cái sức là giáo lý cơ bản, những cái nền tảng căn bản mình cũng đã được học qua. Thế thứ hai hôm nay là học bài Tam Bảo thì các tăng ni sinh cố gắng mình học, bây giờ mình học tốt á thì sau này lớn lên các tăng ni sinh là cũng người ít gì cũng phải học đi học tiếp, cũng phải nghiên cứu gặp tiếp thôi. Lần thứ hai là khi mà bắt đầu mình khi ra trụ trì á thì mình ít nhất các tăng ni sinh học tốt nghiệp về rồi á thì cũng phải phụ giúp sư phụ sư huynh trong các khóa tu, hay là mình có trụ trì á thì mình cũng dám được Tam Bảo là gì, Tam Bảo có mấy loại, quy y là gì, quy y Tam Bảo là gì. Đừng có như ông hòa thượng gì mà xưng hòa thượng cố nội cố cha gì đó mà kêu hòa thượng mà lại là tỉnh thất mồng lai rồi tưởng bảo quy y quy là trở về y là áo là không được này. Mà cứ phát biểu lung tung làm ảnh hưởng tới Phật giáo. Nếu mà mình có đi học về thì sau này mình về cũng làm sao các tăng ni sinh học xong 1-2 năm về cũng có cái kiến thức cơ bản chịu khó, thì chẳng hạn những cái khó gia đình Phật tử này, hay chùa mình có khó tu bắt con trai, hay khó tu thập thiện, thì thỉnh thoảng là có những khó lễ quy Tam Bảo thì mình cũng có thể Phật tử họ hỏi quy y là gì, Tam Bảo là gì thì mình cũng phải giải một chút. Cho mình mang danh là người đi học là tăng sĩ mà những cái giáo lý cơ bản hỏi mình không biết không thuộc, không nói gì chuyện gì cũng phải đi mở điện thoại mở sách rồi ra tra thì không giống ai. Học làm sao mà cho nó cụ thể. Cái bài học hôm trước mình muốn đi một phần về cái bài quy y Tam Bảo, thì giống như các lần trước tôi quý thầy luôn nhắc các tăng ni sinh đó, thì chúng ta phải làm sao có cái tài liệu ở trước mặt mình, giống như thầy cũng luôn là cũng phải có cái tài liệu, dạy cũng có cái tài liệu, các tăng ni sinh cũng có tài liệu. Cái học mà cứ mở máy lên học xong rồi về thì thầy bảo đảm là không có kết quả. Mà học mình chỉ nghe lớp này trong vòng khoảng chừng là 90 phút, một tuần có 90 phút trong cái Phật pháp thì rất là ít. Mà muốn học giỏi thì học tốt được, mà nghiên cứu được cái Phật học mình nó thông sâu thì về nhà mình phải đọc sách nhiều, phải chịu khó đọc sách các cái sách Phật học cơ bản, những cuốn sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thiện Hoa, của Hòa Thượng Thiện Siêu, các cái sách chương trình của Phật học rất là nhiều. Chúng ta chịu khó đọc, tìm tòi nghiên cứu, học hỏi, mò mẫm học hỏi thì mới giỏi được. Thế còn mình nghe trong vòng mấy chục phút, để rồi một tuần nghe được mấy chục phút Phật pháp đi về, chúng ta bỏ không có nghiên cứu tiếp thì không hết, thì kiến thức mình là sẽ không có. Thì trong cái bài trước là về Tam Bảo là gì, thì các tăng ni sinh là làm sao là phải nắm trong lòng, ít nhất cũng phải biết Tam là ba, Bảo là gì. Bảo là cái sự quý báu, sự tốt đẹp, sự quý giá. Quy tức là trở về
Y là nương tựa, Quy Tam Bảo là trở về nương tựa mang hơi báu, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là gì? Phật, nhưng mà các tăng sinh cái điều này phải định nghĩa, phải học thuộc được. Nếu mình không học, mình hỏi Phật là gì, là một người đi xuất gia mà mình đi tu, mình đi học mà hỏi Phật là gì, nói Phật là Phật là không được. Ít nhất là các tăng sinh phải thuộc là Phật, là nguyên từ Hán Việt, được dịch từ tiếng Pali trong tiếng Sanskrit, được gọi là từ Buddha. Buddha được dịch ra là Phật Đà. Phật Đà nghĩa là bậc giác ngộ, bậc giải thoát về ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Tự giác là gì, giác tha là gì, giác hành viên mãn là gì, là những cái giáo lý căn bản đó là các tăng sinh phải nắm, phải thuộc thời gian rất là nhiều. Còn pháp là gì? Pháp được dịch là chữ Dhamma. Còn những mà người đọc là chữ Đạt Ma đó, Đạt Ma và Dhamma. Trong cái tiếng Pali, tiếng Sanskrit một cái là Dhamma, một tiếng là Dhamma. Dịch ra tiếng, trong tiếng tiếng Tàu, tiếng Hán Việt là chữ Đạt, Đạt Ma. Thì pháp là chỉ cho tất cả những giáo pháp tam tạng kinh điển mà Đức Phật đã dạy, gồm có tạng kinh. Kinh là gì? Luật là gì? Luận là gì? Thì những cái yếu tố đó thì các tăng sinh phải nắm được. Kinh là lời dạy của Đức Phật và các cái vị thánh tăng cũng căn cứ trên nền tảng phần lớn là kinh điển của lời dạy Đức Phật hết, suốt 49 năm hay suốt 45 năm trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, 49 năm theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Rồi trong khi đó mình nghiên cứu như quý thần trước thì quý thần đã giới thiệu hết rồi, các tăng sinh cố gắng chúng ta lưu ý mà ôn lại cái từ pháp là gì, để ta hiểu kinh có nghĩa là gì, luật có nghĩa là gì, luận có nghĩa là gì. Ai vô chùa cũng học luật rồi hết rồi. Tỳ ni nhập dụng thiết yếu bảo qua sơn trường giới tỳ kheo độc tỏ vận tập. Tỳ ni là gì? Luật có nghĩa là trực ra trong tiếng tỳ ni, tỳ đại gia, biệt biệt giải thoát như thế nào. Là mấy cái đó các tăng sinh phải chịu khó học và phải thuộc. Đó là pháp. Rồi tăng là gì? Cái tăng sinh là phải nắm cho chắc, nhiều người tăng là ông thầy này bà cô kia, là cái này cái nọ, là một đoàn thể tu tập, nhưng mà mình học phải bổ sung đầy đủ hết. Một đoàn thể tu tập ít nhất là 4 người trở lên phải có sự hòa hợp, phải có sự thanh tịnh. Thậm chí là tăng thì phải từ bỏ đời sống gia đình, từ bỏ cái đời sống thế gian, và xuất gia gồm có mấy nghĩa. Thì đó là các tăng sinh học ở trong cái chương trình đó, là các chú tiểu chùa đã học, lớp sa di đã học. Sa di là gì, xuất gia là gì, gồm có xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, tất cả những đấy, những cái giáo lý mà căn bản thì các tăng sinh phải chịu khó phải ôn lại, tại vì giáo pháp đó là duyên khởi, nó liên hệ vẫn nhau. Cho nên ta học cái bài Quy Y Tam Bảo thì ta ôn lại là Phật, là Pháp, là Tăng, thì phải nắm cho cụ thể. Thế quy y Phật đó, nó gồm có sự quy y và lý quy y. Các tăng sinh khi học là chúng ta cố gắng có cái tài liệu đó trước mặt của mình thì chúng ta mới theo dõi được. Cái tài liệu ở đây là mình học cái có hai cái tài liệu cơ bản mà quý thầy đang dựa vào để các tăng sinh chúng ta nghiên cứu học, đó là tài liệu của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, và cái tài liệu thứ hai là cái tài liệu của trường trung cấp Phật học. Phần lớn là mình nhận được hết rồi, sách rồi, phải không ạ? Từ văn phòng gửi về đó là các tăng sinh là phần lớn là phải có cái cuốn đó, cái cuốn Phật học, chương trình Phật học cơ bản này, giáo trình học cơ bản. Thì cái này cũng được tặng mọi người một cuốn rồi, bên văn phòng cũng đã tặng. Các tăng sinh là phải cố gắng, phải chịu khó đọc trước, nghiên cứu. Rồi đặc biệt là trong quá trình học đó thì làm sao cố gắng ghi ra những cái câu hỏi. Một chút xíu là chờ quý thầy cũng sẽ dành cái thời gian khoảng chừng 20 phút hay là nửa tiếng gì đó, 15-20 phút, để cho các tăng sinh có những câu hỏi thắc mắc trong cái bài Đạo Phật, trong cái bài Quy Y Tam Bảo. Thế thì cái bài Quy Y Tam Bảo về quy y ấy, gồm có sự quy y, Quy Y Tam Bảo gồm sự quy y Tam Bảo và lý quy y Tam Bảo. Khi các tăng sinh cố gắng á, người con Phật của mình tu tập á, là gọi là tu tâm dưỡng tánh, làm cái gì cũng ở trên cái căn cứ trên cái tâm mình là chính. Người nào cũng là một người đi làm, các bạn, mà có người đi làm một ngày họ được 2-3 triệu đồng,
có người giỏi họ xin việc họ làm ngày chục triệu và chục triệu là bình thường. Những cái người mà giàu có tỷ phú họ kiếm họ làm ra những cái năng lực rất là siêu, nên gọi là những cái người mà siêu việt, nhưng mà tự nhiên cái tỷ phú mà trên thế giới, thậm chí chẳng hạn tỷ phú Bill Gates mà ta bảo rằng ta mức độ là một giây một phút ổng là ổng làm ra được cái tài khoản làm ra được là cứ $100-200. Nên ta mức độ mà báo chí nó đưa tin ngày trước ông Bill Gates có lần ổng đi ra ngoài, mà thậm chí rằng là ổng đi công việc ổng vội vàng, ổng rớt tờ $100 xuống mà ổng không có nhận lại. Để cái thời gian ông nhặt xuống thì mất mấy giây đó, thì trong mấy giây đó ông làm được mấy trăm đô la. Khủng khiếp vậy. Cho nên tài khoản hàng trăm tỷ đô la. Một tỷ đô la là mình không tưởng tượng được đâu. Một tỷ đô la là cái số lượng rất là nhiều, là mấy ngàn tỷ tiền. 23-24 ngàn tỷ tiền của Việt Nam, chứ không phải ít. 100 thôi, 100 đô la thì nó bữa nay cũng phải là 23, là 2.300.000 đồng. 100 của họ đổi ra được như thế. Một câu chuyện vui là ngày trước quý thầy học ở Đà Ly á, thì có ông thầy cũng sư Đức Thanh Nguyên, thầy Thanh Nguyên nó bữa nay học bên đi qua bên Mỹ rồi, ở bên Mỹ á. Thì ở một cái khu nhà trọ bên đó của các thầy sinh viên mà, thì ở cái khu nhà dân mà họ xây những dãy phòng trọ rất là tốt cho mọi người ở, mọi người mỗi phòng. Thì ông thầy Thanh Nguyên đó, ông rớt cái tờ 100.000 tiền Việt. Cái tờ tiền Việt cũng khá là đẹp, cái tờ Việt Nam mình rất là đẹp. Thì một tờ 100.000 đó, ông tính cái thằng con chủ nhà nó nhặt được mình, cái thằng nó giỏi lắm, tụi Ấn Độ người giàu là giỏi, học tiếng Anh tiếng đồ nói rất là tốt, rất tốt, nó giỏi. Nó nhặt được cái tờ một, mà nó thấy người Việt của mình là những sinh viên đi học nước ngoài thì cơ bản đi học nước ngoài là phần lớn là những người cũng có điều kiện, rồi sống cái đời sống nói chung cũng không đến nỗi nào mà cực khổ như những người mà nghèo khổ, như giai cấp nghèo khổ của đất nước Ấn Độ. Thành thử là mình là những sinh viên mà được học đi nước ngoài, phần lớn điều kiện cũng ít nhiều cũng tương đối. Thì nó thấy còn phần lớn những sinh viên mình là những người thuộc hạng sang rồi, cũng liệt vào giai cấp cao, có cái ngưỡng độ như thế. Thì khi mà ông rớt một tờ 100.000 á, thế thằng con chủ nhà nó lấy lên thấy tờ màu đỏ nó đẹp, tiền 100.000 nó màu đỏ đỏ. Thế cầm lên nó tính một số một, 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 100.000. Đó phải không? 6 euro là bao nhiêu? 6 euro tức là 1 triệu. Thì nó tính 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro. Thì tờ đó nó tính trong khi một tờ có 100 đô la thì bao nhiêu? 1 euro, 2 euro thôi. Hai con số 0. Mà lần này cái tờ tiền là 5 con số 0. Chắc là lớn lắm. Nó mới đi tìm thầy Thanh Nguyên nó đói. Đó, nhưng mà đói lúc đó quy ra tiền thì có 30 ruby, 30 ruby của đất nước Ấn Độ. Cái mệnh giá tiền của Việt Nam mình là cố nhiên là không phải là nền kinh tế, không phải căn cứ vào cái đơn vị tiền tệ như thế. À, nhưng mà ở đây mình nói cái tờ tiền Việt Nam, cái giá trị của tờ tiền do mình quy định. Nên một lần 5 euro, đổi được có 30 ruby thôi. Cái thằng đó nó nói sao mà chích nó, chích tin nó, tức là sao mà dối nó, lừa nó. Không phải Thanh Nghiêm có nói, ê, nước tao là như thế đó. Mày còn cho thì mấy tờ, ông lấy mấy cái tờ 500 ra, từ 200 ra, đây quá chừng rồi mày. Thế anh tìm hiểu nó bỏ đi. Nên cái mềm giá, nó 1 tỷ đô la là nó khủng khiếp lắm. Trong cuộc sống của mọi người, khi làm việc, nên rằng là có nhiều người cả một ngày họ làm việc kiếm 10.000, 20.000 đã khó. Nhưng mà những cái nhiều người chỉ còn họ ngồi không, họ có cái đồng tiền trăm tỷ, hàng nghìn tỷ họ vứt trong ngân hàng đó, thì cứ một ngày họ ngồi không có thể nói mà tiền lãi không thì cũng đã hàng mấy chục triệu rồi. Nếu mà người nào đó họ có khoảng chừng 30 tỷ, 40 tỷ họ vứt trong ngân hàng, thì các tăng nhân sinh cứ tưởng tượng là họ chỉ cần ngồi không thôi thì một ngày hay là một tháng họ được mấy trăm triệu rồi. Một tháng cũng được mấy trăm triệu rồi. Một ngày cũng mấy triệu tiền lãi rồi. Không còn làm gì hết. Cho nên những cái người giàu có trên thế giới, việc này việc kia, cái thời gian không bao giờ đã đến với cuộc đời là như thế. Và chính vì vậy quý thầy nói ở đây để các tăng nhân sinh chúng ta là quan trọng nhất sự dụng tâm của mình. Cuộc sống rất là bình đẳng, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ để dụng tâm hết, để mà tu tập, để làm việc. Và người con Phật của mình làm cái gì cũng là ở nơi tâm, tu tâm dưỡng tánh. Cho nên rằng là các tăng nhân sinh chúng ta lưu ý, khi mà mỗi một buổi tối, ít gì cái thời khó, ai có thời khó để tu tập là mình phải dụng tâm. Thời khó bắt đầu, thời khó là mình làm gì? Khi tụng kinh á, là cái người dụng tâm,
dụng công để mà tu tập thì cái phước đức họ rất là nhiều. Nhưng mà cũng cái thời khó lên tụng kinh, hay là cũng trong một cái chương trình học như thế này, người nào chịu để tâm để học thì mình tăng trưởng phước đức, tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng được trí tuệ. Còn cái người mà học qua lo rồi bỏ ra cái mở cái mít rồi đó, lên đường nằm dính chân dính cắn hay đi này đi kia chơi, ai gọi thầy giáo thọ gọi hay là cái kiểm danh mở cái mít được mặt con chút, ý thức mình nó không có là mình sẽ bị là cái, cũng là một cái giờ học. Nhưng mà cái thu thập kết quả mình, thay vì mình nói quy ra tiền đó, mình thuê mình học một bữa học mình sẽ hưởng được 100.000, mà đằng này mình mở mít đâu ra mình cho mình hưởng 10.000 cũng có. Một khóa lễ tu tập cũng giống như vậy, khi mình lên mình dụng công, mình đốt một nén hương lên, người vẫn đem cái tấm lòng thành kính như thế nào, gửi theo đám mây hương dâng lên khắp mười phương để cúng dường gói tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo Phật pháp làm lành, hay là theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Mình nhiếp tâm trong đó thì tự nhiên từ cái tinh thần của mình, cái thần thức của mình, từ cái lỗ chân lông, cái tâm của mình nó nguyện nó đi vào trong khóa lễ, nhiếp tâm thì lực mình nó mạnh. Còn mình cứ làm biến quốc lớp rồi đốt cái trần đó, cắm cái nhang, cái ngã qua, cái đổ lại, một lèn xẹo, cái trí tâm đánh lễ, trống cu, trống ngay, làm mà không có tâm đỡ vào trong đó thì cái hiệu quả của mình. Có nghĩa rằng, là giống như cái thời ví dụ, là thay vì một thời khó đó, mình nạp 10 tầng năng lượng, 10 tầng năng lượng, mình nạp được 10 triệu, kiếm được 10 triệu đồng. Đằng này mình làm qua lô quốc lớp, mình chậm làm đỡ, mình lấy khó, mình tụng kinh, mình cứ liều kèo mắt, liếc qua, mắt liếc lại, thì mình không có dụng tâm được trong đó. Thì là cái phúc đức mình ít, cái hiệu lực hiệu quả mình không có nhiều. Rồi mình tụng một bài chú cũng vậy, mình cứ tụng bài chú tiêu ta các thường thần chú, thì cái tâm mình muốn cho tiêu trừ cái thần chú này có công năng hóa giải, tiêu trừ những tai nạn, những tật bệnh, để đem lại cái sự cát tường, tiêu tai các tường thần chú, tức là cái thần chú có công năng nó tiêu trừ được những cái tai nạn, những cái khó khăn, những chướng hạn, để đem lại cái sự điềm lành tốt đẹp, được gọi là cát tường sự an lạc. Mình phải dụng tâm thật sự thì mới có được cái công năng. Chứ mình tụng trên chót lưỡi đầu môi không, mà cứ nghĩ mắt liếc qua liếc lại tụng cái mồm cái tụng lên la âm sầm thì rốt cuộc không có hiệu quả gì. Nên tu tập nơi đó. Và cũng giống như vậy, khi chúng ta quy y tụng về hết rồi xong, bắt đầu chúng ta tụng tam quy y và hồi hướng, quy y Phật, quy y pháp và quy y tăng. Vậy thậm chí quy Phật lượng tốt tôn là gì, quy pháp lý dục tôn là gì, quy chân tăng chúng tôn trung tôn là gì, là cái đó đôi lúc là các tăng ni sinh cũng phải biết. Mình học trong cái bài tam quy y này là các tăng ni sinh phải để ý điều đó, phải chịu khó, phải nghiên cứu về quy y thì có sự quy y và lý quy y. Nên tối nào các tăng ni sinh cũng phần lớn các quý thầy, các vị hòa thượng thì cũng phải tụng thọ trì kinh điển, tụng xong rồi đem công đức nguyện, đem công đức này sau một cái thời khó học, mình tụng xong mình học xong mình cũng hồi hướng. Trước khi mình vào cái lớp học, mình cũng cầu chư Phật Bồ Tát để chứng minh niệm danh nhiều hồng danh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kết thúc một cái buổi học này thì chúng ta cũng nguyện đem công đức này, người con Phật làm cái gì cũng phải là lý tưởng Bồ Tát đạo, để đem lại cái công đức là đương nguyện chúng sanh. Làm cái gì cũng đương nguyện chúng sanh. Đương nguyện chúng sanh là sao? Là tu tập không những là cho mình, mà còn đem cái công đức để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Các tăng ni sinh để ý á, hôm nay mình học cái môn học lục tỳ ni của ai dạy? Đã học lục tỳ ni chưa? Môn lục của ai dạy coi? Thầy Đồng Giải dạy. Thì cái lý tưởng Bồ Tát đạo đi vô trong chùa là các tăng ni sinh hay thậm chí các chú tiểu chùa phải học lục tỳ ni nhập dụng thiết yếu. Có nghĩa là học cái lục dùng cần thiết hàng ngày, là mỗi một ngày mình phải ứng dụng. Mình mở mắt ra thì có cái câu chú nào mình đọc, mình bước xuống cho trong chiếc đường mình dưới giường mình cũng đọc cái câu chú, có hết tất cả, và trong mỗi câu chú đều có cái hành động của mình và phải có cái sự cầu nguyện với chúng sanh. Tạo giác thủy miên thủy ngộ nhất thiết trí giác, cho đó mình nhìn khắp châu cố thập phương là bắt đầu hạ đơn là tùng chiêu dần đáng trực chi mộ nhất thiết chúng sanh từ cội hộ ngược nhiều ưu túng tất hạ tán kỳ hình nguyện như tức thời sanh tịnh độ, luôn luôn có sự cầu nguyện.
làm cái gì cũng có mà gọi hướng đến pháp giới chúng sanh, cầu nguyện đến chúng sanh hết. Đó là lý tưởng của Bồ Tát đạo, mình phải dùng tâm ở trong nó. Thế cái tự quy y cũng vậy, mình làm gì cũng phải có sự quy y, mà mình sự quy y và lý quy y. Các tăng ni sinh theo dõi cái tài liệu mà quy y tam bảo. Thế thì về một cái điểm nữa đầu tiên thì khi các tăng ni sinh chúng ta nghiên cứu học về cái bài tam bảo thì chúng ta phải biết rằng tam bảo có ba loại, có ba bậc tam bảo. Các tăng ni sinh theo dõi cái tài liệu của thầy sẽ giới thiệu. Ba bậc tam bảo là gì? Thứ nhất là đồng thể tam bảo, thứ hai là xuất thế gian tam bảo và trụ trì thế gian trụ trì tam bảo. Thông thường các tài liệu khác được sắp xếp là đồng thể tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo và xuất thế gian tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Đồng thể tam bảo tức là nói tất cả chúng sinh và chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt. Đồng thể pháp bảo tức là nói tất cả chúng sanh cùng với chư Phật và đồng một cái thể tánh từ bi bình đẳng. Và đồng thể tăng bảo tức là nói rằng tất cả chúng sinh đồng với chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh, xử lý hòa hợp. Chỉ có Phật giáo chúng ta mới có cái giáo lý này. Thì là đôi lúc đó là mình không phải người Phật giáo, mình là người Phật giáo, mình ca ngợi Phật giáo, và đây là cái sự thật. Người đệ tử Phật gọi là đệ tử. Đệ là cái gì? Đệ tức là em, tử là con. Người đệ tử của Phật là người tại gia hay người xuất gia đi nữa, đệ tức là người em. Mình là người em cho nên Phật là người anh. Đức Phật thành Phật trước gọi là ngài là anh, và mình là người thành Phật sau gọi là em. Tử là gì? Tử là con. Đức Phật giống như một vị cha lành, mình là một người con. Người con thì có cái quyền hưởng hết tất cả gia tài của cha mình, và thậm chí nếu giỏi thì mình có thể vươn lên. Thậm chí người thế nói những người ngôn ngữ người thế gian, người ta bảo rằng con hơn cha là nhà có phúc là vậy. Là mình bình đẳng với chư Phật, đồng thể Phật bảo. Tất cả chúng sanh đều cùng với chư Phật đồng một thể tác sắc xuống. Tất cả với chư Phật, với lại chúng sanh, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lành, đạo cảm không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng mười phương, Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tò thông chúng con cúi đầu xin thề nguyện quy y. Trước khi mà chúng ta bắt đầu có lễ đảnh lễ chúng quán tưởng, mà đúng cái lời quán tưởng các tăng ni sinh mà chúng ta tụng hàng đêm, chúng ta luôn luôn có cái bài nguyện hương, cái bài quán tưởng Phật và chúng sanh. Cái tánh bản tánh đó chỉ đồng nhau, đồng thể Phật bảo tánh thường rộng lặng, cái sự cảm ứng đạo giao năng tương nghị không thể nằm nghĩ bàn được. Cái điều đó giống như một cái lưới trên trời, đế châu, lưới châu báu ở trên trời, của trên cõi trời tam thập tam thiên của trời đế thích, là giống như cái võng trên đó mắc cái trên trần nhà. Các cái tăng ni sinh có thể tưởng tượng ở trên cái trần nhà mình là một cái lưới đế châu. Cái lưới đó cứ là nó có mỗi một cái lưới đó, cứ mỗi một cái ô, một cái mắt xích đó, thì nó có một cái viên minh châu trong đó, và giống như kim cương thì nó phản xạ một viên kim cương đó, là nó có thể chiếu được cái hình ảnh rất là nhiều người ở trong đó. Nên một khi mình lễ một lạy là giống mình lễ một nghìn lạy. Lưới đế châu ví như đạo tràng mười phương, chư Phật phóng hào quang sáng ngời nơi đó, trước cái bảo tọa đó không, chúng con xin được cúi đầu xin thề nguyện quy. Thì cái điều này khi mà chúng ta thọ trì kinh điển hàng đêm, các tăng ni sinh thì ít khi để ý, nhưng mà khi chúng ta dụng tâm, cố gắng là ở trong Phật pháp là phải dụng tâm. Khi lên một cái thời khó tu tập tụng kinh bái sám ngồi thiền niệm Phật, thì trước tiên chúng ta phải làm cho thân tâm thanh tịnh và quán tưởng dân hương này, rồi quán tưởng này, đảnh lễ. Đó là những cái bước rất là căn bản, nhưng mà phải có cái sự dụng tâm rất là tốt thì mình mới có kết quả tốt. Chứ cái gì cũng dùng qua lo hết. Năng lỡ sở lỡ tánh không tình cảm hướng đạo do năng từ người tập như con vẹt vậy không được. Ai di đà Phật vậy, con vẹt đó, nó nói chỉ đi. Xin chào, hello, nó làm gì con vẹt này, phải không? Mình không phải khác con vẹt. Cho mình tụng kinh nó làm sao, mình phải dùng cái tâm mình trong đó. Pháp vô vô thượng tôn như thế nào, tam giới vô lưu thất là gì, thiên nhân chi đạo xuống là gì, mình mổ một cái câu mình xuống lên á, thì mình phải để ý trong đó. Thậm chí sau này các tăng ni sinh bắt đầu đi cúng lễ này.
một cái câu duy nguyện là thế nào? Duy nguyện cho cái hương linh đó, duy nguyện là cái sự cúi xin về chư Phật, chư Đại Bồ Tát, là cái câu mình duy nguyện với đối với chư Phật Bồ Tát, là một sự cúi xin, một sự đảnh lễ, một sự cung kính, một sự quy y. Nhưng mà cái duy nguyện đối với mình thỉnh một cái hương linh hay là những cái chân linh, những người đã mất, là duy nguyện tức là mình cầu mong rằng hướng một cái tâm niệm đến chúng sanh. Mình làm gì cũng dụng tâm trong đó. Duy nguyện chân linh bất muội là cầu mong cho cái hương linh đó nó không có mê muội. Bất muội tức là không có mê muội. Giác tánh thường minh là cái bản tánh sáng suốt đồng với mười phương chư tập, nó luôn luôn nó sáng tỏ, nó không bị tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến binh kiến kiến thủ nó che lấp đi, nó mơ mờ, là chân linh bất muội, giác tánh thường minh. Văn Ngọc kệ dĩ u du. Văn Ngọc kệ từng nghe cái lời kinh kệ này đã mà vơi tất cả những ưu buồn. Văn Ngọc kệ dĩ u du, nghe được cái lời kinh lời kệ, mình tụng kinh tụng kệ, mình hồi hướng công đức, mình cúng cho hương linh đó, thì nó nghe được, cầu mong cho hương, duy nguyện là cầu mong cho cái hương linh đó cái bản tánh được sáng suốt, nó không bị che phối, không có mơ mờ mơ muội, mà hương linh luôn tỉnh thức, nghe lời kinh kệ, thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực và trượng thừa cái công đức này để mà siêu sanh về những cảnh giới an lành. Tịnh độ là những cảnh giới an lành, tịnh là sạch, độ là cõi. Thành thử ra cái mình làm cái gì cũng phải có sự dụng tâm trong đó, là cái đó đồng với chư Phật bản tánh, đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo, rồi đồng thể tăng bảo. Tam bảo cái ba bậc các tăng nó sinh phải, cái điều này là các tăng nó chịu khó mà học thuộc lòng. Tại vì trong những kỳ thi mà sắp tới đó, là mình luôn luôn là phải làm bài kiểm, làm bài kiểm tra. Khi làm bài kiểm tra thì mình phải viết mà không được sử dụng tài liệu. Những cái định nghĩa cơ bản đó, tam bảo có mấy mật, tam bảo có ba mật như thế nào, đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo, đồng thể tăng bảo, và thế gian trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo như thế nào, mình phải học thuộc. Thời gian mình rất là nhiều, các tăng ni sinh cố gắng phải nghiên cứu, phải học thuộc. Xuất thế gian tam bảo là gì? Xuất thế gian tam bảo gồm có xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian pháp bảo và xuất thế gian tăng bảo. Xuất thế gian Phật bảo là gì? Xuất thế gian Phật bảo là chỉ cho cái xuất thế gian pháp bảo. Phật bảo là chỉ cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay là chư Phật trong mười phương. Phật thì các tăng sinh chúng ta phải biết, cho nhiều Phật tử họ không biết Phật có mấy ông Phật thầy. Nhiều người nói ồ chắc hình như hai ba ông gì đó. Ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, hình như chắc một chục ông đấy. Là những người không biết cái gì hết, phải không? Nhiều khi Phật tử vô tình ơi, thầy xưa cô gì đó rồi Phật thấy cái gì nhà vô chánh điện thờ Phật rất nhiều á, nhiều khi có Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lặc, Phật Thích Ca gì không biết. Ở trong chùa có mấy Đức Phật thầy, mình ông chùa học không biết, không nghiên cứu gì hết. Ồ, tôi thấy chắc cũng hình như có 4-5 ông gì đó. Phải không? Có bao nhiêu? Có bao nhiêu vị Phật? Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quán trường chuyển tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành chuyển ngôn. Ai mà tụng kinh Di Đà là hàng ngày hàng đêm hàng ngày đó. Hằng hà sa số chư Phật. Chư Phật có hằng hà sa số chứ không phải 1, 2, 3, 4, 5. Mình thường ở trong chùa hay trong các cái khóa lễ thì thông thường các mùa an cư đó, thì các cái chùa thường thường các cái đạo tràng họ trì bộ kinh tam thiên Phật. Tam thiên Phật là lấy bộ kinh đó 3000 vị Phật, 3000 Đức Phật. Còn nếu mà lại nhiều nữa thì lại cái bộ Vạn Phật. Vạn Phật là tới 11000, gọi là Vạn Phật tức là 10000. Nhưng mà cụ thể đó thì quý thầy thường tập trì hình trong đó là 11100 Đức Phật danh hiệu của chư Phật trong đó. Bộ họ trì bộ Vạn Phật. Còn nếu mà họ trì cái bộ hồng danh sám hối thì ít hơn, mà là khoảng chừng là 100, mà còn là 108 lại, thì trong đó cũng gọi là gần 100 Đức Phật danh hiệu, 100 Đức Phật Bồ Tát trong đó. Nên Phật là rất là nhiều. Thế thì xuất thế gian ta bảo, thứ nhất là xuất thế gian Phật bảo là gì? Là chỉ cho Đức Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và chư Phật hằng hà sa số chư Phật trong ba đời mười phương đã tự giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian, thì được gọi là xuất thế gian Phật bảo. Mấy cái định nghĩa này các tăng ni sinh chúng ta cố gắng lưu ý mà chịu khó học để thuộc lòng. Cái hai, xuất thế gian
Pháp bảo là gì? Xuất thế gian pháp bảo là chỉ cho chánh pháp của Đức Phật mà có công năng làm cho chúng sanh thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian, như là giáo lý tứ diệu đế, giáo lý thập dị nhân duyên, giáo lý bát chánh đạo, giáo lý duyên khởi, giáo lý lục độ bằng hạnh, vân vân. Đó là xuất thế gian pháp bảo. Chẳng hạn bài Tam Bảo này là một cái định nghĩa về một lý thuyết chúng ta học thôi, chứ không phải là một cái giáo pháp để tu tập, hay là lý thuyết về nhân quả, lý thuyết về nghiệp báo, lý thuyết về luân hồi, thì cái đó không phải gọi là xuất thế gian pháp bảo. Này, các tăng sinh chúng ta lưu ý. Tại vì nhân quả là gì? Nhân quả là một cái, là một cái định nghĩa, là một cái quy luật của tự nhiên. Chư Phật ra đời hay không ra đời thì cái nhân quả vẫn tồn tại. Và nhân quả là một cái định luật kiên cố, là một cái quy luật của tự nhiên chi phối âm thầm lặng lẽ, chi phối tất cả mọi việc trên cuộc đời này. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái nhân của hạt giống, nhân là cái mầm hạt giống, quả là cái trái do hạt giống nó phát sinh ra. Nhân là cái năng lực nó phát động, và cái quả là được sự hình thành từ năng lực mà nó phát động nó. Đó là nhân quả. Thì những cái đó nó thuộc một là lý thuyết về nhân quả, lý thuyết về nghiệp báo và cái lý thuyết về luân hồi. Không phải cái này là lý, và giáo pháp này không phải là giáo pháp xuất thế gian pháp bảo. Các tăng sinh chúng ta ghi nhận, ghi nhớ được cái gì thì tốt điều đó. Và xuất thế gian tăng bảo là gì? Xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho các cái bậc thánh tăng, các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác mà đã đoạn trừ được tất cả vô minh phiền não, tham sân si mạn nghi, rồi các cái biên kiến tà kiến phiền não, để mà chứng đắc được cái quả vị vô sanh. Vô sanh tức là không còn tái sanh nữa. Từ bậc A-la-hán trở lên gọi là vô sanh. Cho nên từ A-la-hán này, duyên giác và Bồ Tát thì đó được gọi là thánh tăng. Như là trên thì Đức Phật rồi, dưới là các vị tăng được liệt vào trong cái Bồ Tát đạo, thì cũng liệt vào các vị Bồ Tát cũng là các cái vị thánh tăng, gọi là xuất thế gian tăng bảo. Thì chẳng hạn như Đức Quan Âm Bồ, Quan Âm Bồ Tát này, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, còn các cái vị thánh thanh văn thì đã là gọi xuất thế gian để siêu việt, xuất thế gian không còn trong luân hồi nữa. Như là ngài Xá Lợi Phất Ma Ha Bộc Kiền Liên Ma Ha Ca Diếp Ma Ha Ca Chiên Diên Ma Ha Câu Hi La Liên Bà La Châu Lợi Bằng Là A Nan Đà vân vân. Các cái vị thánh tăng thì được gọi là xuất thế gian tăng bảo. Tam bảo các ba bậc, thứ nhất là mình học đồng thể tam bảo, thứ hai là xuất thế gian tam bảo, và thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Ba bậc tam bảo các tăng ni chúng ta phải cố gắng ghi nhớ và học thuộc. Thế gian trụ trì tam bảo là gì? Thế gian trụ trì tam bảo gồm có thế gian trụ trì Phật bảo, thế gian trụ trì pháp bảo và thế gian trụ trì tăng bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo là chỉ cho xá lợi của Đức Phật, hình tượng của Đức Phật đúc bằng đồng, bằng xi măng, bằng đá, tất cả hình tượng của Đức Phật thì được gọi là thế gian trụ trì tam bảo, thế Phật bảo. Còn thế gian trụ trì pháp bảo là chỉ cho tam tạng kinh điển mà được in nó ra trong giấy. Ở ngày nay là chẳng hạn như trong cái định nghĩa này thì cũng chưa kinh lục lượng viết trên giấy hay trên vải, trên lá buông, trên lá bói ngày xưa, lá buông là lá bói ngày xưa, khắc trên đồng, trên bản đồng, hay khắc trên đá, hay khắc trên cái cây, hay khắc trên những lá bói. Và ngày nay tam bảo được bảo thì lưu lại nhiều nhất ở đâu? Ở đâu? Bữa nay á thì là thế gian mà trụ trì gọi là thế gian trụ trì pháp bảo được lưu lại ở trên trời đó. Các tăng sinh có tưởng tượng không? Lưu lại trên trời là đâu? Cái thời đại là thời đại 4.0, gọi là đám mây, quản lý bằng đám mây. Mình đang học này là tất cả nằm đưa lên trên không gian, mình bấm ra là xuống, mình đưa vào lưu trữ trong không gian, gọi là đám mây trên. Ai mà học cái triều đại gọi là thời đại công nghệ 4.0, nó lưu vào là ở trên không trung, trên trời, mà nó nói chung chung là lưu là trên trời. Đám mây gọi là những cái mây trên trời, mình nhiều cái mình không tưởng tượng được. Cái trình độ khoa học bây giờ họ rất là giỏi, rất là siêu, lưu vào trong nó.
chứ cái giờ mình cầm cái điện thoại mình trong này, cho cái điện thoại mình này đúng không, thế cho mà nó có gì này thì mình đập cái điện thoại này đi thì cái tam tạng kinh điển nó cũng còn ở mất đâu, nó lưu lại trên cái đám mây lượng tử trên trên trời. Các nhà khoa học bây giờ họ siêu gì đó, không gian trên nó, và trong cái laptop này mình cũng vậy, mình học gì thì họ lưu trên cái không trung một đám mây điện tử trên nó, mà nó cùng tần số là mình tương ứng mình lót xuống là cỡ nào cũng có kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Đại Thừa, Diệu Pháp, Liên Hoa, bất cứ kinh tạng, tam tạng kinh điển được lưu trên đó, lưu trên cái đám mây điện tử. Nên bây giờ trình độ mình nhiều khi mình không hiểu, cũng tưởng tượng được chắc có lưu trong hard disk ổ cứng này không, nó là mình lưu trên máy mình, nhưng mình mới lưu khắp thôi, miễn là cái máy mình giờ nó đập, có hư đi nữa mình bỏ trong cái máy khác nó vô, nó lại có, nó là hồi phục dữ liệu cũng được chứ không có mất được hết, mà là lưu lên trên đám mây rất là siêu việt. Đó cũng gọi là thế gian trụ trì, gọi là pháp bảo. Thế gian trụ trì tăng bảo là chỉ cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni tu hành trong chánh đạo đức, trong sạch với luật trang nghiêm hiện tại. Thế gian trụ trì tăng bảo là chỉ cho những cái bậc người, những người xuất gia mình tu tập. Nhưng mà những cái người mà trụ trì được tăng bảo là phải chỉ cho những người mà tu tập tốt, chứ không phải những cái ông mà quậy phá rồi lung tung hết, bước thấp bước cao ngã nghiêng trên đời này, này mà kêu quậy phá rồi lung tung hết, vô chùa vô đồ đúng chứ tầm lưng đà la, thì những người không trụ trì được cái tăng bảo này. Tam bảo cả ba bậc, ở đây là một trong những điều căn bản các tân sinh chúng ta cố gắng lưu ý, mà chúng ta phải ghi nhớ học thuộc. Tam bảo cả ba bậc, tam bảo cả ba loại, tam bảo cả ba bậc, đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Tam bảo là ba ngôi phòng pháp tăng, mọi cái chỉ ba, ba lần ba là chín. Các tăng sinh chúng ta nhớ điều đó để mà cho mình dễ học, học thuộc lòng. Thứ hai là khi mà làm cái gì quy tam bảo, mình bắt đầu bước quy tam bảo thì nó luôn làm cái gì cũng phải có sự và lý, sự và lý phải nó có viên dung thì cái việc làm mình nó mới tốt đẹp. Cái còn mà nếu mà mình làm cái gì mà chỉ có người thì chạy theo lý, người thì cứ biết lên cấm đồng làm trên cái sự việc, thì nó chỉ đạt được một cái thôi. Giống như con chim, nó phải có một cái đôi cánh. Một đôi cánh tức là cái công việc sự, tức là nó thể hiện ra hàng ngày, và cái lý là đi vào bên trong. Nó bảo tình ngay lý gian nữa, thì các tăng sinh phải lưu ý những cái câu đó, phải làm cái gì nó rõ ràng. Về tình thì như thế nào, về lý như thế nào. Về tình chẳng hạn như tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ đỡ trên đầu, nó thần vô ý trao trả chặt, nên nội cơ đồ đắm bể sâu. Về tình nữa, người ta rất là thương Mỹ Châu. Mỹ Châu là một người có tình yêu thương lòng nàng, trọng thủy rồi việc này việc kia, và có tình trung thủy. Tới mức độ mà khi mà Mỹ Châu chết rồi, mà lấy được biến thành cái hạt châu ở nơi đó, mà lấy hạt châu đó rửa trong cái nước giếng ở nơi mà thành cổ loa của trọng thủy, nó đâm đầu xuống giếng mà chết. Sau khi mà trọng thủy đã giúp cha mình chiếm được cái nước đó rồi, giết An Dương Vương, giúp triệu đà được này việc kia, thì trọng thủy thấy đấy là mình là một cái thằng gian dối, lợi dụng cái tình thương của cái nàng Mỹ Châu mà mình giết cha của Mỹ Châu, cướp quốc gia của Mỹ Châu, cướp giết An Dương Vương, làm mất nước. Nên trọng thủy thấy là mình là một thằng hèn, lừa dối tình cảm người ta, cho nên mới thấy oan ức, thấy không có thở chấp nhận được mình sống trên cuộc đời này. Cho nên sau khi mà cướp được quốc gia xong thì trọng thủy mới đâm đầu xuống giếng ở cổ loa Hà Nội bây giờ. Lịch sử Việt Nam đó, các tăng nhân sinh có thể ít nhiều cũng có thể nghe qua, chịu khó tìm tòi mà đọc. Còn Mỹ Châu mà khi chết xuống, cái tình yêu trong trắng của nàng đối với trọng thủy không một chút ngờ vực, tất cả dâng hiến cho người yêu của mình, làm gì cũng vậy. Cho nên khi mà chết thì hóa thành cái ngọc châu, ngọc châu đó đem về rửa cái nước giếng người ta, càng lóng lánh và càng đẹp lắm. Đó cái truyền thuyết An Dương Vương, Mỹ Châu và Trọng Thủy, đó là cái tình người ta rất là ca ngợi Mỹ Châu và Trọng Thủy. Nhưng mà về lý ấy, thì cái tội là Mỹ Châu là một cái tội đồ, tội đồ vì yêu đương tầm bậy tầm bạ mà lấy cái não thần của cha mình mà đem tráo cái não thần cha của mình đưa cho giặc để mà móc nước giết cha. Nên cha của mình An Dương Vương mới hiện lên, thần Kim Quy mới hiện lên, là giặt ở sau lưng nhà vua đi rồi mà nói thép có cái áo lông ngọc rửa mà hai chúng ta chia tay làm sao, chàng cứ yên tâm, thép có cái áo lông ngọc
Sếp đi về đâu á thì sếp sẽ lấy nhổ cái áo lông mỏng, thằng chàng cứ theo cái lông mỏng đó mà tìm sếp. Mà không ngờ là mình chồng kỹ đã theo cái chuyện đà, đã theo cái đó mà giết anh vua. Cho nên mà thần Kim Quyên mới hiện nó giặt ở sau lưng nhà vua đó. Vua mới hiểu ra kết là sự tình tại sao mà cái nỏ thần bắn không có được, mất nước, phải rút dao rút gương mà chém bay đầu thì cho chết, rồi nhảy xuống dưới cái biển mà tự vẫn. Cho nên cái tình và cái lý nó phải là viên dung, nó đi đôi với nhau. Hai cái này mình tách ra một cái thì nó không có tồn tại. Con chim nó còn có đôi cánh để mà bay, mà con chim mà có một cánh thôi thì không bao giờ bay, nó sẽ bị què, bị trọt, nó không thở nào mà rời khỏi mặt đất, nó họ có nhảy nhót ở trên mặt đất thôi. Nhưng mà hai cái đôi cánh nó phải còn thì mới bay đầy đủ. Sự quy y cũng vậy, sự quy tam bảo cũng giống như vậy, làm sao phải sự và lý phải viên dung. Sự quy y tam bảo là gì? Khi mà chúng ta đã hiểu rõ về thế nào là quy y tam bảo thì phải hiểu được cái sự thực hành hiểu biết ấy, thực hành bằng tất cả sự tướng cung kính vâng theo tam bảo, thì như thế đó thì được gọi là sự quy y tam bảo. Sự là những cái biểu hiện hàng ngày, những việc làm hàng ngày gọi là sự quy y tam bảo. Sự quy y Phật bảo là gì? Là hàng ngày chúng ta phải nhớ tưởng đến chư Phật, niệm danh hiệu của Phật, chiêm ngưỡng tượng Ngài, nguyện suốt đời thêm bước trong Ngài, ấy là sự quy y Phật. Hàng ngày ấy, chúng ta luôn luôn làm sao có cái sâu chuỗi trên tay. Ví dụ như đi cái sâu chuỗi hay quá, đi xe đi cổ hay làm này làm kia, đôi lúc ta có bị loạn niệm tạp niệm là chuyện này, tự nhiên mình thấy cái sâu chuỗi đang lấy mình lần thì mình cái tâm mình đã trở về, lý nó trở về. Trên cái sự thì chúng ta làm chuỗi, nhưng mà cái tâm của mình được nhiếp vào trong cái sâu chuỗi hình ảnh của chư Phật, chư Đà Bồ Tát, Phật là gì, là pháp là gì, là tăng là gì, thì chúng ta có sự và lý viên dung. Chứ còn nếu mà chúng ta sự không có thể hiện trên cái hình tướng thì chẳng khác nào sợ thợ săn mà mượn hình tướng của Đức Phật đó bắn các loài nai. Đó là sự quy y tam bảo, cái lý là phải đầy đủ, sự lý phải viên dung. Đó là sự quy y Phật. Sự quy y pháp là hàng ngày á chúng ta phải thọ trì kinh điển, học kinh, học luật, học luận, sớm hôm hai thời công phu tìm hiểu nghĩa lý thâm huyền uyên áo của pháp bảo. Khi học được tụng kinh điển mà tâm trí ta không nghĩ sai nghĩ bậy, không nhớ tưởng đến những việc không hay, không bày mưu tính kế để mà loại người, để mà hại người, chúng ta phải từ bỏ tất cả những được dục vọng, tâm trí được sáng suốt an lành thanh tịnh. Đó là cái sự y vật, là cái hình tướng, sự là cái hình tướng biểu hiện bên ngoài. Sự quy tăng là gì? Sự quy tăng là chúng ta phải biết trọng Phật, phải kính tăng. Cho nên nếu mà chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì chúng ta phải thật sự kính tăng bấy nhiêu. Người thực hành mà quy y tăng, họ thấy người đầu tròn áo vuông trong chính tu hành, giữ gìn giới luật thì liền kính lễ quý trọng, xem như đó là đại diện của Đức Phật. Làm như thế là sự quy y tăng. Tóm lại, thờ Phật, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật pháp, kính trọng tăng bảo, tăng già trong chính, đó chính là sự quy y của tam bảo. Các tăng nữ sinh mà học cái bài, đọc cái bài là con sư tử trọng pháp, sư tử kiên thể. Gia đình Phật tử họ thường lấy là cái gia đình Phật tử hay cái trại kiên thể. Nhiều khi á mà nếu mà các tăng nữ sinh không có chịu đọc sách, không có đọc chuyện tiền thân của Đức Phật, không đọc cái lịch sử Đức Phật Thích Ca, không có chịu đọc lịch sử của thập đại đệ tử, ngài lịch sử của ngài Xá Lợi Phất, lịch sử của ngài Mahakayip, Mahakachujin, Mahakauhila, Lipada rồi thập đại đệ tử La Hầu La rồi, cái đó các tăng sinh có thời gian phải đọc. Đọc này cái cơ bản nhất là lịch sử của Đức Phật, đọc những lịch sử của các vị thánh tăng, thập đại đệ tử thì các tăng sinh phải đọc. Nếu mình là đi học mà mình không biết thập đại đệ tử, mà không biết kể không được, ông nào có chuyện được. Là nói thì đó là nhiều, nhưng mà mỗi ngày mình đọc mười tiếng nó dễ lắm. Và thậm chí đọc những cái vị để lịch sử của cấp của đọc mình phải đọc chứ. Nếu không chịu học, không chịu nghiên cứu thì làm sao mà biết cấp của đọc là ai? Và thậm chí bên nữ là trong cái bà hỏi rằng cái vị nữ đại thí chủ lớn nhất là ai? Bà Visakha. Visakha là bà gì? Tôi chả biết, bà ở bên Ấn Độ tôi không biết không? Các vị cứ đi mà tìm bà hỏi. Không được, mình phải học, phải chịu khó đọc những cái điều đó. Các cái ví dụ mình tăng là các tăng ni thì cái chịu khó đọc lịch sử của Đức Phật, đọc cái cuốn mà tập
Một đời một vần nhập nguyệt, hay lắm, chịu khó đọc. Hay đọc cái lịch sử của ngài Sát là Phật, một cuộc đời một vần, một cuộc đời một ngôi sao. Sách vở nhiều lắm, có thể đọc trên mạng, có thể đọc trong tìm sách mà đọc lịch sử của Đức Phật như thế nào, lịch sử người Xá Lợi Phất, mà ai mà đọc được những cái vị lịch sử của các vị thánh tăng thì cái công đức của mình nó tăng trưởng, cái lực tu mình nó sẽ tăng trưởng, phúc đức của mình nó có rất là hay. Lịch sử của ngài Xá Lợi Phất, lịch sử của ngài Maha Ca Diếp, lịch sử của ngài Maha Ca Chiên Viên, thập đại đệ tử có đầy đủ trong đó. Hay là đọc được các vị lịch sử mà của các vị thánh ni, con gái của Đức Phật, đọc tìm đọc mấy cuốn sách hay lắm, thánh tăng nên xin chịu khó. Đó là sự quy tam bảo. Còn lý quy tam bảo là gì? Lý có nghĩa là gì? Lý là bên trong, sự tức là cái sự biểu hiện ra bên ngoài, hình tướng bên ngoài, lý là bên trong. Các tên sẽ hỏi cái từ lý, viết cái từ lý trong tiếng Hán xuống, cái từ lý tức là bên trong. Lý quy tam bảo nghĩa là quy tam bảo trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thực hành quy y, chỉ dông gửi theo tam bảo bên ngoài mà chúng ta quên đi nghĩa lý tam bảo ở bên trong tâm chúng ta thì chưa thực hành đúng nghĩa quy y. Thật thế bên trong tâm ta cũng có đủ tam bảo, chúng ta cần thực hành quy lý quy y tam bảo, hay còn gọi là từ tam tự quy y. Mỗi một buổi tối chúng ta thọ trì kinh điển xong, chúng ta đọc về từ tam tự quy y. Tự y pháp, tự y Phật là gì, cầu nguyện với chúng sanh là gì, thế giai đại đạo, phải đi vào cái ngộ được cái đạo tánh của chư Phật đang ngộ, thế giai đại đạo mới phát được cái tâm vô thượng tự quy Phật, và phải đưa nguyện cầu nguyện cho chính mình và tất cả pháp giới chúng sanh, phải đi vào, phải thể nhập được đạo cảm thế giai đại đạo, phải đại đạo tức là đạo cảm, đạo giác ngộ, đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đạo giác ngộ, đạo giải thoát, đạo bồ đề, thì đó được gọi là đại đạo. Từ quy Phật đương nghiệm chúng sanh thế giai đại đạo, lúc đó thì mình phải làm sao cũng phát được cái tâm vô thượng lực. Mình không thể hàng ngày 24 tiếng hồ thì mình không phát nổi, ít nhất trong cái thời khó mình lúc mình thọ trì kinh điển, mình tụng cái câu đó, mình phải phát được cái tâm mình vô thượng, phát được tâm vô thượng mà lúc đó không có nghĩ hại người hại vật, không có làm ác cho ai, tâm lúc nào cũng là trong cái thể tánh sáng suốt, có sự chứng minh của 10 phương chư Phật giờ là quý quý tâm. Trong người chúng ta có đầy đủ. Khi mà Đức Phật, khi mà ngài nữa bừng ngồi dưới cõi Bồ Đề, cái ánh sao mai mà bắt đầu chiếu rạng, lúc bây giờ Thái Tự Tất Đạt Đa là đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới thành một vị Phật. Cái cây tóc Bắc La lúc bây giờ mới đổi tên là cây Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, và lúc đó ngài đã giác ngộ thành Phật. Thì ngài mới thốt lên rằng không ngờ rằng trong tâm của tất cả của ta và tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có sự bản tánh giác ngộ giải thoát, nhưng mà vì cái cuộc sống đời thường, vì danh lợi tiền tài, vì tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới không thủ, tất cả những điều đó nó che mất cái Phật tánh đi. Giống như bầu trời nó vốn là sáng suốt, nhưng mà tự nhiên mây đen mây mờ nó sấm sét nó nổi lên nó che mất, thì bầu trời tối mịt. Cái tâm mình cũng vậy, vì những cái vấn đề danh lợi, vì tiền tài, tài sắc danh thực thì, vì cái tham sân si mạng nghi ác kiến đó, kiến tất cả những cái vấn đề đó mà nó che mất cái tâm tánh mình, nó vùi lấp mất. Giờ mình làm sao từ từ mình tháo gỡ ra, tới cho cái bầu trời quang mây tạnh, rồi cái tâm tánh mình vốn có nó hiện lên, là được gọi là trở về quy y Phật. Đó là lý quy y. Là mỗi buổi tối chúng ta thường thọ trì đọc tụng tự quy Phật, là tự nghĩa mình đối với tự tâm mình. Tự quy Phật là trở về với tâm tịnh sáng suốt của tâm mình. Mỗi người đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật đệ tử, mà chỉ có trong Phật giáo chúng ta mới có điều này. Các cái tôn giáo khác thì thông thường là bảo là con chiên là con, được gọi là con cừu, một người chúa, một người cha, một người thầy, thì ta có trách nhiệm ta dắt dẫn con chiên. Và bên những cái tôn giáo khác như là Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo, như Cơ Đốc giáo, như Chánh Chính Thống giáo, như Anh giáo, như là các cái Tin Lành giáo, thậm chí các cái tôn giáo cổ ngày xưa đó, trong gọi là Nhất Thần giáo, hệ thống đó thì người ta chỉ có Chúa là trên hết thôi, còn thứ nữa có Thiên Sứ, còn những cái người khác thì xem như là một con cừu, con dê, con bò, để người ta chăn dắt
gọi là chăn chiên. Mà khi có chết đi nữa hay là có tu tập có thế nào phúc đức nhiều nữa thì chỉ tái sanh về những cái cảnh giới cõi trời đó, sống một bên các vị thiên sứ, sống bên cái sự lòng thương của Đức Chúa Trời, của Phạm Thiên, của vua, của chùa, của trời và tất cả những cái đồ nhất thần giáo. Bên Hồi giáo gọi là Thánh Allah, dưới thì thiên sứ Mohammed, còn bên Thiên Chúa giáo thì bên đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con. Những cái tôn giáo khác như là Bà La Môn giáo thì nó có Phạm Thiên, Sahambati, Phạm Thiên, Đế Thiên, Đế Thích, những vị trời này, có những vị chúa tể, những các vị trời này, trong kinh điển mô tả rất là nhiều. Nhưng mà những cái người tu tập là con chiên thì tái sanh gì nó là một sống an lành trong cái nước Chúa, nước Thánh, nước Phạm Thiên thôi, chứ không có bình đẳng như là cái sự bình đẳng siêu việt của Phật giáo. Đức Phật dạy lên, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, bình đẳng như nhau, không có giai cấp trong cùng dòng máu cùng nọ, không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mặt, tất cả mọi người đều phải bình đẳng như nhau. Mà phải nói chỉ có Phật giáo mình mới có cái giáo lý như thế. Mọi người có thể tự kiểm chứng, chứ không phải là mình là người Phật giáo mình ca ngợi Phật giáo mình một cách thái quá, mình nói đúng sự thật. Mà kinh sách Đức Phật ghi rõ ràng là đệ tử Phật có khả năng thành Phật, nương về giáo pháp tu tập, đó là sự quy y Phật. Và Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng, giống như kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa dạy rằng, vì cái vô minh vọng tưởng che lấp, vọng tưởng như mây mờ, Phật tánh thì như trăng, mây mờ nó che khuất trăng chứ không thể tiêu diệt được ánh sáng của trăng, nó che khuất thôi. Mây mờ tan biến thì ánh trăng nó từ xuất hiện trở lại, Phật tánh như ánh sáng. Mây mờ có thể che khuất chứ không thở nào mà làm mất đi, làm tiêu diệt được ánh trăng. Phật tánh cũng giống như vậy, bị vọng tưởng vô minh che lấp sâu kín nên đến đâu cũng vẫn thường còn che lấp thôi, nhưng vẫn còn thường còn lắm. Cho nên bộ ngài thần tú mới là dạy cái câu kinh, cái câu kệ đó mà tu tập: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, hàng ngày là phải siêng năng, phải lau dọn, phải lau chùi, đừng có đỡ nó dính bụi trần. Thân như bồ đề thọ, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thường phất thức, vật sự nhã trầm ai. Mình tu tập mình đó là mình phải theo cái câu của ngài, của thần tú, còn cái câu của ngài, cái bài kệ ngộ đạo của ngài, ngộ năng, ngài phải năng thì siêu việt quá, mình không theo được đâu. Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt vô đài, bản lai vô nhất vật, hà sự nhã trầm ai. Câu đó mình không theo nổi đâu. Phải theo cái câu ngài thần tú: thân như là cái bồ đề, tâm như là đại gương sáng, và ngày đêm thường phải tụng kinh ngồi thiền tu tập để hóa giải, để lau chùi, đừng cho cái gương sáng đó nó bị bẩn bụi, đừng có để Phật tánh nó bị vô minh, bị danh, bị lợi, bị tài, bị sắc mà nó che khuất, mà nó làm cho chúng ta bị đau khổ, Phật tánh không hiện bày. Đó là cái vấn đề thì chúng ta gọi là tự quy Phật. Tự y pháp nghĩa là vâng theo giáo pháp của tánh mình, đây là gọi là lý quy y. Còn lúc nãy ở trên đó chúng ta nghiên cứu về sự quy y pháp, đây là chúng ta đang tìm hiểu về lý quy y Phật. Lý quy y pháp, lý quy y pháp nghĩa là vâng theo giáo pháp trong cái bản tánh thanh tịnh sáng suốt của mình. Trong tâm của ta có đầy đủ tất cả những gì, những từ bi, những bác ái, những ký nhẫn nhục, những thiền định, những trí tuệ, trong tâm mình có đầy đủ. Nhưng mà trong tâm mình cũng có những hạt giống nó xấu, như là tham, sân, si, mạn, nghi, lớn, vì danh, vì lợi, thì cái tâm mình cũng có. Thì mình mở được cái tâm từ bi, hóa giải cái sân hận, mở được lên, mình học theo cái giáo pháp là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không, là bất tịnh, để mình đối giải những cái gì mà danh, là lợi, là tài, là sắc, mình chuyển hóa được. Giống như là mình có cái mình đưa lên những cái ngọn gió của từ bi để đẩy những cái mây mờ đen ở trong tâm thức mình đi, thì Phật tánh của sẽ hiển hiện, thì vòng trên sáng sẽ hiển hiện, làm cho cái nước nó thanh tịnh lại, thì bóng trăng nó sẽ tự hiện, do cái gió trần nó sao động. Nên ngài Huệ Năng muốn nói là không phải là gió động hay là cờ động, mà cái tâm của ông động, phúng động hay là cờ động hay là gió động, mà cái tâm của mình động, mà cái tâm mình nó định tĩnh rồi, mà tu tập định tĩnh rồi, thì mọi cái nó xuất hiện tốt. Đó là cái tự quy pháp.
là trở về trong tâm ta có đầy đủ các pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, sáng suốt, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chúng ta cần phát huy những đức tánh ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng, như thế là gọi là từ quy pháp. Tối nào mình cũng đọc thôi hết, mà nhiều khi các tăng lên sinh mà hay là những người chúng ta hành trì hàng đêm nhưng mà chúng ta không biết, không hành trì, thì chúng ta chỉ mới ứng dụng cái sự thôi. Phật là phải là cái lý là ở trong tâm của mình, phải dùng tâm. Từ quy tăng, lý ở trên phần lý là gì? Tăng nghĩa là vâng theo ông thầy ở trong tâm của mình. Thầy trong tâm thức mình là đức tánh thanh tịnh hòa hợp. Bản chất của tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Đấy, là mình trở về cái bản tánh đó, là bản tánh của tăng. Thì nếu mà trở được cái bản tánh thanh tịnh hòa hợp của chính trong tâm mình, thì lúc bây giờ thì tăng già hay là tăng sẽ hiện thân là sự hòa hợp thanh tịnh bên trong và bên ngoài, cái sự hòa hợp hợp nhất với nhau. Xưa nay vì mê muội mà không nhận thấy được ông thầy trong tâm, nay thì nhờ Phật chỉ dạy mình nhận được thấy ông thầy thanh tịnh ở trong tâm mình đó, cho mình trở về quy y ông thầy trong tâm mình. Tóm lại thì mình phải quay về nương tựa với Phật trong tâm mình là tánh sáng suốt, với pháp trong tâm mình đó là giáo lý từ quy bình đẳng hỷ xả bác ái thương yêu. Trở về quy chú ý tăng trong tâm mình đó là sự hòa hợp thanh tịnh của bản tâm, thì như thế được gọi là lý quy y tam bảo. Tất cả mà muốn bước qua được lý thì mình phải có cái sự, giống như mình muốn học lên cái chương trình mà đại học hay là thạc sĩ, tiến sĩ thì mình phải học qua cái chương trình cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cũng giống như vậy, muốn bước qua cái lý thì mình phải bước qua sự trước. Nhiều người nói lý không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tờ tưởng hành thức diệu phục như thế. Và cuộc đời là sắc sắc không không thì xin để sống hết lòng với nhau. Tự nhiên ai tới thì cúng dường trong chúng người ta cúng dường mọi người 5 triệu cho mình mà không có mình đồng nào hết, xong xuyên nó là bực mình. Thì mình chỉ sống với cái sự không, mà cái lý là mình không hạ được. Lúc nào cũng nói sắc tức thì không là danh lợi tài sắc, để nói lên trên cái lý không không được. Thế nên người ta mà thầy Nhật Từ thường giảng đó, một cái câu mà người ta bảo rằng tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu. À, câu đó thì nói trên lý cho lý thuyết thôi, chứ có biết tu cái gì đâu, ở nhà tu cũng gì, thờ cha kính mẹ chân tu sao chân tu. Cái câu đó, cái câu của người thế gian, thậm chí người ta, người không hiếu cứ đem câu này ra áp dụng là nó phá hoại đạo pháp. Ở nhà biết gì mà tu, mà tu là gì? Trong tu là người, trong tu là tu thích là phải tu, tức là phải đạt được cái sự giác ngộ và sự giải thoát, thì cái đó mới gọi là trong tu. Còn mà trong tu và thờ cha kính mẹ đó là chỉ cái đạo hiếu thôi, làm tròn đạo hiếu. Hiếu của thế gian nhiều khi làm cũng xong, tức là mình phải dâng bát cơm đôi đũa rồi nhắn người mặt rồi nhắn trà ai ăn, xót xa nhiều vì thương vì nhớ, bến ninh kêu còn đợi còn chờ rồi thế này kia, người đi một nửa hồn tôi mất rồi này kia, nào chén cơm đôi đũa rồi tách trà ai dâng. Đó là những cái lý thuyết thế gian, nó cũng nằm trong cái sự mà trầm buồn vì ái luyến cha và mẹ, ái luyến vào tình và cảm và vợ và chồng, thì đó là cái đạo lý của thế gian thôi. Chứ trong tu gì mà trong tu đó, đúng không? Nên những cái người đó người ta không hiểu mà chạy theo cái câu đó là họ phá đạo. Thờ cha kính mẹ mới là đạo hiếu thì được, thờ cha kính mẹ mới là trong tu. Trong tu mà thờ cha kính mẹ cái gì? Trong tu là sao? Thậm chí mà người mà trong tu á, lạy sám, khi mà tu tập mà tới mức độ mà cũng kính bái sám đó, mà ngã kim hôm nay con phát tâm là không phải cầu phúc đức của thinh văn của duyên giác của Bồ Tát duy tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, cùng với pháp giới chúng sanh cùng một lúc chứng đắc được vô thượng chính đẳng trên giác, nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cái đó mới gọi là trong tu. Trong tu mà cũng không có cầu cái phúc báo của thanh văn, của duyên giác, của trời, của người, mà cầu giác ngộ giải thoát, cầu vô thượng chính đẳng trên giác. Cái đó mới gọi là trong tu. Thờ cha kính mẹ gọi là trong tu sao được? Thờ cha kính mẹ đó là đạo hiếu của thế gian thì được.
Cho nên người ta bảo tu đâu ta bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Nhiều ông tự lao làm biếng làm sát nói này người kia, nhiều người ông thầy bà cô mà ông hiếu mà nói ồ nói đúng ha, thờ cha kính mẹ mới là chân tu thì không hết. Chân tu đó mình phải hiểu được chân tu là gì, là câu giác ngộ giải thoát, chứ không phải chân tu là đầu tròn áo vuông đi cho đẹp chùa cho đẹp cái này kia, là cái đó chưa phải chân tu. Đó là cái sự thôi, lý phải trở về bên trong. Thậm chí tôi bảo là trẻ thì vui nhà, già thì vui chùa đấy. Không, bây giờ nó ngược lại, nó phá đạo bằng cách đó. Người trẻ bây giờ phải nghiên cứu Phật Pháp. Già rồi tôi không gì được nữa đâu, niệm kinh niệm Phật thôi. Muốn hành dương Phật Pháp, muốn làm cho đạo Pháp được phát triển à, mà giới trẻ phải giữ được đạo đức. Đứa trẻ nó mới biết được hiếu thảo cha mẹ ông bà. Chứ già rồi hiếu thảo nữa đâu. Già rồi cầu an cầu siêu cho họ thôi, cầu siêu ông bà rồi thôi. Còn giới trẻ thì nó mới có là hiếu thảo, nó biết hiếu thảo, biết tu tập gì này kia. Nên cái bây giờ những cái khóa tu mà mở cho giới trẻ rất là nhiều, có tu mùa hè, có tu mùa đông, có tu mùa xuân, thậm chí là giới tu an lạc cho giới trẻ ở nước. Cái đó là sự quy y và lý quy y, là khi mà cái thân sinh chúng ta học cái bài hôm nay là tam quy, là tam bảo. Chúng ta phải định nghĩa tam bảo là gì, tam bảo có mấy loại, ba bậc tam bảo như thế nào, và phải biết được tam bảo hai cái sự quy y tam bảo là gì, lý quy y tam bảo. Trong đó có nghi thức quy y tam bảo thì các tăng ni sinh phải tham khảo trong của hòa thượng Thích Thiện Hoa có ghi cụ thể trong đó. Cái phần thứ năm là nghi thức quy y tam bảo, các tăng ni sinh về tham khảo phần đó. Nghi thức quy y là khi chúng ta truyền giới, sau này các tăng ni sinh chúng ta hiểu được cái sự quy y tam bảo có mấy loại, là sự quy y tam bảo, lý quy y tam bảo này ứng dụng để mình truyền giới nghi thức quy tham bảo như thế nào. Cái đó mình về mình tham khảo thôi, thời gian không có nhiều cho nên quý thầy không có giới thiệu nơi đó. Các tăng ni sinh về đọc nghiên cứu cái phần nghi thức quy tham bảo. Trong cái phần đó thì trước tiên chúng ta phải làm cho thân tâm thanh tịnh như thế nào, và sám hối ba nghiệp như thế nào, rồi sau đó phát nguyện quy tham bảo là gì đó. Cái cách đó là quy y Phật bất đọa địa ngục, quy Phật quy pháp bất đọa nhà quỷ, quy tăng bất đọa đàng sanh. Thì cái đó các tăng ni sinh chịu khó nghiên cứu, nói thầy ơi thầy, thưa cô thưa thầy, nó bảo là quy y Phật bất đọa địa ngục mà sao có nhiều người quy y Phật bất đọa địa ngục quá chừng, có không? Thưa thầy là quy y pháp bất đọa nhà quỷ mà nhiều người quy y pháp quá chừng mà cũng bị đọa nhà quỷ, quy tăng bất đọa bằng sanh mà nhiều người cũng quy tăng mà cũng đọa làm súc sanh chuyện bình thường. Tại vì sao? Chỉ là quy y trên đầu môi chắc nữa là giá quy thôi, nói hơi giá quy thôi quá, nhưng mà quy trên đầu mó chót lưỡi, họ không có thực hành. Nhóm mình cũng đi học thì bảo đi học là phải biết được, phải làm thơ được, phải làm toán được, phải viết văn được, phải làm văn bản được. Mà đi học cứ tới tà tới học rồi trả học trả đạt. Nhiều khi có nhiều người đi học mà không biết làm toán, không biết biết đọc, không biết làm văn, chỉ chứng bình thường, họ vẫn đi học, nhưng mà học trường học thì thua thôi. Quy tam bảo cũng vậy, họ tới chùa quy y hay là quy y qua lo, mà họ chỉ quy y đã lấy rồi thì làm sao mà họ quy y Phật một đời một được, báo được. Cho nên họ quy đó là chỉ bằng danh từ thôi, chứ không có thực hành. Giống như cũng đi làm đó, cũng chức này chức kia cũng làm, mà nhiều khi mà tưởng là nhiều khi không có đồng tiền tiêu, mà nhiều khi cũng vào bị này bị nọ, đói khổ chuyện bình thường. Mình phải hiểu rõ cái vấn đề này. Cái phần thứ sáu, phần thứ sáu là lợi ích của quy tam bảo. Lợi quy tam bảo là gì? Nó có nhiều ý mà trong đây cũng họ Đức Hòa Thượng Thiện Hoa ngài cũng có để mà ra cho chúng ta đọc các tăng sinh chúng ta tham khảo trong đó. Thứ nhất là chúng ta khỏi đi lạc đường và nơi tâm tối, cầm luôn trong bể khổ luân hồi. Như chúng ta đã thấy những đoạn đầu bài thì chúng ta đang trôi lăn lật hẳn trong cái bị chìm đắm trong cái biển khổ, đang bơ vơ lạc lõng giữa đêm tối mênh mông. Trong hoàn cảnh bi đát như thế mà nếu không thấy được những phương tiện để đi đến, không có những bậc thầy để dìu dắt đến, thì chúng ta sẽ bị quay cuồng mãi mãi trong biển khổ sanh tử luân hồi. Cái đích sáng ấy của Đức Phật, những phương tiện ấy là Pháp, và những bậc thầy để dìu dắt ấy là Tăng. Khi chúng ta biết được có những sự quý báu như thế, thì chúng ta phải nhờ đó, phải nắm bắt lấy cơ hội. Và nhờ thế thì chúng ta cũng giống một người sắp chết đuối mà thấy được chiếc bè, thấy được chiếc thuyền,
thấy được cái bề gỗ trôi qua mà lại, thì chúng ta phải bám vào, phải giữ gìn, đừng có dại dột mà xua đuổi nó, mà đẩy nó ra, thì mình sẽ chết đắm trong bể khổ sinh tử luân hồi. Sự vô vi chính là một cách bám víu để vào, để nắm được cái chiếc bè đó. Mà chiếc bè tam bảo đó là Phật đã chế ra để cứu vớt những kẻ sắp chết đuối trong biển đời, trong biển sanh tử luân hồi và bể khổ trầm luân của chúng ta. Nên trong cuộc sống này nhiều thầy tà bạo ác, nhiều lý thuyết, nhiều việc này vì danh, vì lợi, vì tiền, vì tài. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu được cái sự quy tam bảo, quý lý quy tam bảo bảo rồi, chúng ta sẽ tránh hóa giải được, sẽ tránh được những cái xấu xa, những cái gì mà đau khổ cuộc đời. Đời là bể khổ, đời là bể khổ trầm luân. Nếu mà không có thiền từ thì không phải nào mà được đến, đi đến được cái bờ giác ngộ. Cái cuộc sống nó vốn như thế rồi, mà nếu mà chúng ta không biết được cái quy y tam bảo, trở về nương tựa với ông, với Đức Phật, với Minh Hòa ở trong cuộc sống vậy đó. Cho dù là một người nào vậy, một người cộng sản đi nữa, một người tư bản đi nữa, một người cộng sản, một người cộng hòa, một người tư bản, họ làm cái gì họ cũng có cái tấm lòng trong đó. Người cộng sản hay là một người của quốc gia, ngày trước ta nghe cái từ cộng sản ghê gớm, nhưng mà cộng sản cũng là một lý tưởng thôi, cộng hòa cũng là một cái lý tưởng, một ai cũng sống có cái lý tưởng, mà ai cũng phải có cái tấm lòng. Cái ngày trước người ta có lên án người ta là cộng sản là vô thần, là thế này thế kia, là cái đó họ chụp bộ họ nói không trúng. Người nào cũng có cái lý tưởng, một cái người cộng sản, một cái người cộng hòa, một cái người tư bản việc này việc kia thì cũng có lý tưởng sống rất là tốt đẹp. Việt Nam chúng ta là quốc gia cộng sản, nhưng mà chúng ta biết mỗi một cái buổi chào cờ thì sao, trước một cái lễ lớn thì người ta nghi thức chào cờ. Học sinh thì phải thứ hai đầu tuần đi chào cờ. Chào cờ là chào cái gì? Chào cái tấm vải đó, cái ngôi sao, cái tấm vải bay phóc phóc, chứ có gì đâu. Sự quy y hay là cái chào cờ mà trên cái sự là đứng trang nghiêm ở trước đó để mà nhìn về đó, hay là đưa cái tay lên trên trán để mà chào cờ đó. Chào cái tấm vải đó, đó là sự chào cờ. Còn lý chào cờ là gì? Lý chào cờ là thông qua cái tấm vải đó, thông qua cái cờ đỏ sao vàng đó, mà chúng ta tôn trọng cái hồn thiêng của sông núi, của quốc gia này, là biểu tượng của quốc gia Việt Nam. Nhiều người nào không biết mà đem lên án, mà đem chà đạp cái quốc cờ, cái lá cờ đó, thì phải bị bắt ổ tù nữa thôi. Nó rõ ràng như thế. Trước một cái đại hội bình thường, hay quý thầy hay là các cái vị mà tham gia đại hội, chẳng hạn như là mình tham gia các cái cơ quan nhà nước, thì trước một cái ủy ban hay một hội đồng gì đó, trước khi một cái đại hội hay một cái hội nghị mà lớn mà diễn ra, người ta không những chào cờ mà ta đến nơi các cái nghĩa trang, dành một buổi một ngày để thắp hương tưởng niệm. Cái sự thắp hương tưởng niệm với các đồng chí là mình đi thắp hương, mình để thăm mộ, giấy mã giấy mộ, làm cho mộ mã mộ sạch đẹp, tốt đẹp, trang nghiêm. Nhưng mà cái lý để mà tôn trọng về cái vấn đề mà đi thắp hương, đi tưởng niệm những cái anh hùng chiến sĩ đồng bào tử vong, là mình phải nghĩ đến cái hồn thiêng sông núi, đến cái xương thịt máu xương mà bao nhiêu chiến sĩ anh hùng vì tổ quốc đã hy sinh, đã đỡ lại cho sự hòa bình độc lập của quốc gia ái yêu mình mà chúng ta hưởng ngày hôm nay, để bắt đầu một cái hội nghị hay bắt đầu ký đại hội như thế. Làm cái gì cũng có sự và lý dung, phải nương tựa vào đó để chúng ta biết được cái sự lợi lạc lợi ích, chứ còn không là chúng ta không có đạt được. Khi mà đã phát nghiệm quy y rồi á, thì mình phải giữ đúng với cái lời hứa đã hứa. Nhiều người tại vì sao quy y Phật nhưng mà không có giữ đúng cái lời đã hứa thì mình phải bị đọa địa ngục và chuyển bình thường. Quy y Phật là mình trở về cái bản tánh thân, đã để về cái sự giác ngộ giải thoát của Đức Phật, và hàng ngày mình phải tôn kính Phật. Mà đang nghĩ nhiều người quy y rồi sau đó là tự nhiên gặp cái chướng nạn chướng duyên, đập Phật, phá chùa, chửi tăng, thì không đọa địa ngục mới lạ, không đọa súc sanh mới lạ, không đọa ngạ quỷ mới lạ. Họ đập chùa, họ phá Phật, họ đập tăng, họ chửi tăng, họ xé xác, họ đốt kinh. Họ quy rồi, nhưng mà nhiều khi họ gặp cái chướng duyên, gặp cái oan gia trái chủ, họ chửi thầy, họ đốt chùa, họ đánh Phật, họ làm thân Phật la máu, họ làm chuyện này chuyện kia, phá hộp tăng, những trường hợp đó là đó địa ngục. Đó còn ngà quỷ, mà họ đã quy Phật Pháp rồi, họ đã quy, nhưng mà họ quy mà họ nương người chùa cầu chư Phật gia hộ. Mà lần này họ đi buôn xì ke, rồi buôn ma tí, rồi buôn thuốc viện, rồi làm người con đạt đến rồi này kia, họ lường gạt cái này kia, bón xẻng keo kiệt, họ
không có cứu đời, không biết từ thiện, không biết xã hội, không biết giúp người giúp đời, mà cứ bo bo giữ cho mình, còn lên án việc này việc kia. Thì người ta về chùa thì quy y, mà đó là sự quy y mà lý quy không có thực hành. Giống như đi học rồi tới bữa cấp sách tới trường, nhiều khi cũng chả tới trường nữa, tới quán cà phê rồi ngồi chơi hết buổi, thì cuối cùng rồi thì không biết chữ biết nghĩa chuyện này chuyện kia thì cũng bị dốt như thường. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cũng giống như vậy. Quy y Phật bắt đòi địa ngục, nhưng mà quy y Phật mình quy y lấy rồi, rồi sau đó là đập chùa đập Phật này chửi Tăng thì bảo làm sao đòi địa ngục, đòi nhà quỷ, đòi súc sanh được. Phải đúng nghĩa, đi học cũng vậy thôi, đơn giản. Nhiều người cứ bảo nữa sao mà quy y Phật bắt đòi ngục, mà tại sao nhiều người như thế? Quy họ lấy làm lấy rồi thôi thì cũng bị bình thường thôi, thì cũng phải mèo thì hòn mèo thôi. Cho nên khi đã quy phải giữ đúng lời mình đã hứa, phải thực hành đúng theo lời mình, vì có sự chứng minh của mười phương chư Phật và chúng tăng. Có người bảo rằng tôi tôn sùng Đức Phật vì tôi biết ngài là một đấng là sáng suốt hoàn toàn, tôi tôn trọng pháp vì biết là Phật có đủ khả năng, giáo pháp của Phật có năng lực đưa người đến giải thoát. Tôi kính tăng là biết đấy là những vị đại diện cho Đức Phật, biết như thế thì cũng đủ, còn gì phải làm lễ phát nguyện quy. Tức là họ đòi làm, họ nói như thế, nói như thế là chưa hiểu về giá trị và phương diện tâm lý của lời hứa. Lời hứa thờ trước mặt người khác, khi chúng ta đã hứa qua một điều gì mà nuốt lời hứa thì tâm hồn chúng ta bức rứt, hối hận không an. Đã hứa thì tất có bổn phận làm lời hứa, nếu mà thất hứa thì tất ta sẽ tự khinh ta. Nhất là khi chúng ta đã lời hứa mà phát nguyện ấy lại cử hành trong một cái khung cảnh trang nghiêm trước điện Phật, trên thì có sự chứng minh của mười phương chư Phật, dưới có sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, chung quanh thì có sự hộ trì của những người thân bằng quyến thuộc phát nguyện trong khung cảnh ấy, thì tất nhiên chúng ta khó lòng mà trái với nguyện ước hay sao này. Có nhiều người nói tôi biết Phật biết Pháp tốt vậy mà tôi chả cần quy y. Đó cũng là một cái trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái số lượng Phật tử mình thống kê không có. Ở Việt Nam của mình hiện tại mà theo cái thống kê của ban tôn giáo của chính phủ là họ nói Việt Nam mình có 4%, 4%, 5% là Phật tử thế thôi. Nhưng mà Thiên Chúa giáo với các cái tôn giáo khác lại tới là 8-9%, nhiều hơn Phật giáo. Tại vì cái Việt Nam mình nói chung cũng vậy, hơn là cũng trong cái vì cái pháp luật của Việt Nam là cũng không quy định nhiều gì hết đó. Thứ hai là của người con Phật của chúng ta cũng phần lớn đôi lúc đó thì cũng hồi hộp, cũng không có ép buộc, cho nên là có người quy y rồi thì cứ khi mà khai tôn giáo gì thôi thì tốt hết, khai tôn giáo không cho nó khỏe. Tại cái pháp luật Việt Nam mình cũng còn nặng nề trong vấn đề tôn giáo quá. Mà hai nữa là cái Phật giáo của mình mà không ép buộc, cả nhẹ nhàng, cho nên chính cái điều đó mà khi cứ khai tôn giáo là khai không. Nói cái hơi nặng nữa thì nhiều người trước kia có một vị đại lão hòa thượng, đại lão hòa thượng tôn kính rất là lớn phải bình thường, ngài trước kia là một tướng lãnh của công an mà. Thì cho nên trước kia ngài là công an là một tướng mà rất là lớn, nhưng mà khi đi phát tâm đi xuất gia thì lý lịch của ngài khi chết rồi người ta truy lại là tôn giáo là gì, tôn giáo là không. Trong khi đó ngành hòa thượng mà cái đó cũng không kiên can nhiều, Phật giáo mình rất là nhiều nha, nhưng mà cố nhiên sau này là mình cũng cố gắng. Chính vì vậy mà khi thống kê cái tôn giáo ở Việt Nam mình, nếu mà nói như là ông Bùi Hữu Dược vũ trưởng phụ Phật giáo, nguyên là vũ trưởng phụ Phật giáo chuyên trách về Phật giáo, ông ta nói tên là tôn giáo của Phật giáo rất là nhẹ nhàng, cứ để các cái tôn giáo khác họ nhận đi. Ví dụ như là Thiên Chúa giáo thì họ nhận họ là 6, Việt Nam là khoảng chừng 60-70% là Thiên Chúa giáo. Rồi Cơ Đốc giáo hay Tin Lành giáo hay Cao Đài giáo hay là cái này các tôn giáo khác họ khai hết, họ cộng ra khoảng chừng là 10% có nữa, 10%, 15%. Còn lại là gần như là của Phật giáo. Đó là một Bùi Hữu Dược. 80-90% là của Phật giáo. Tại vì ông nói là những cái người nào mà thờ Phật, thờ cha, thờ mẹ, thờ ông bà, tiên nhân quả nghiệp báo là Phật giáo rồi, đệ tử Phật. Ông ta nói cái câu rất là dễ thương, mà gần như nhà nước mình cũng ai cũng chấp nhận cái điều đó. Một cái vị bí thư, một cái vị chủ tịch, một cái vị làm việc này việc kia này. Chúng ta bây giờ thấy thống kê mà các tăng lên sinh hay những các Phật tử cứ lên ra đến lên cái chùa Bái Đính, lên chùa Bái Đính hay là lên chùa Tam Chúc,
đi lên trên các điện tam thế, những câu chân cái cây bồ đề này của là nguyên là tổng bí thư, nguyên của chủ tịch nước, nguyên nhìn những cái cây bồ đề, cây hoa đại, cây hoa sứ, những cái cây, những cục đá, những cung tiến, đó là những cái bậc có tấm lòng hộ pháp, hộ quốc an dân. Nên chùa mình, những ngôi chùa là chùa hộ quốc, cái chùa mình rất nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đưa vào chùa cổ nổi tiếng nhất, 100 ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của Việt Nam và trên thế giới cũng bình chọn vừa đẹp vừa cổ vừa ý nghĩa nhất, đó là chùa Trấn Quốc. Chùa Trấn Quốc nằm trong cái phủ Tây Hồ, nơi hồ Tây rất là đẹp. Chiều chiều tăng tình gắn nước Tây hồ Tây gì đó, điều lý của các cái miền Nam. Nhưng mà hồ Tây bên Trung Quốc có hồ Tây lớn lắm, mấy lần, mấy chục lần cái hồ Tây Việt Nam nổi tiếng. Hồ Tây Việt Nam ở tại Hà Nội cũng rất là nổi tiếng. Trong đó ngôi chùa, cái chùa Trấn Quốc. Trấn Quốc là gì? Trấn Quốc tức là đứng đó mà giữ gìn cho cái biên cương bờ cõi quốc gia Việt Nam, tên là chùa Trấn Quốc. Hộ Quốc là gì? Chùa Hộ Quốc. Ở Gia Lai mình có cái chùa Hộ Quốc. Đố tăng các tăng đại sinh biết cái chùa Hộ Quốc nó ở đâu? Ai nói chúng ta 10 điểm? Dạ con biết. Ở đâu? Dạ ở Nguyễn Trương. Nguyễn Trương Đại Đồng Kết. Đúng rồi, mất 10 điểm mà là 10 điểm. Đúng rồi, giỏi đó, chính xác đó. Đúng rồi, hiện tại đang làm cái viện bảo tàng đó. Vô đó các tên sinh có trong đó có tượng Phật này, thầy Pháp Bảo. Mà mỗi lần là lớp trưởng nhớ nhắc ghi thầy Quang Thành được 1 điểm 10 trong cái điểm đó. Thầy hơi khó ở Đắk Nông, sao không biết cái chùa đó ở đâu được. Thế mới giờ nó khó ăn điểm 10, điểm 10 làm gì em? Khuyến khích gì vậy? Thế mình nói cái chùa Hộ Quốc nằm cái vị trí đẹp nhất của tỉnh Gia Lai, ở thành phố Pleiku. Một bên đó là đó, một bên là cái lăng bác, một bên là bảo tàng, tiếp tới là cái chùa Trung Quốc. Cái lăng bác ở tại là chỗ trung tâm ngã ba Hoa Lư, đường Phan Đình Phùng với cái đường khu vực Cách Mạng nhìn lên đấy, bên là bên Cách Mạng này, một bên là đường Phan Đình Phùng, rồi bên đây đường chính là đường gì đó nữa đấy. Rồi quán trường Đại Đoàn Kết đấy, rồi bên là lăng bác này, bên là viện bảo tàng này, rồi tới cái chùa Trấn Quốc, chùa Hộ Quốc. Mà vì cái vị trí, nếu mà mình công nhận cái chùa mình là nơi đây thì các tôn giáo bạn ngày trước cũng là thời chiến tranh Pháp thuộc ở đây, ngày trước cái đất Tây Nguyên, đất đỏ Ba Gian là vùng đất ngày trước là Pháp và Chí làm đồn điền cao su, cho nên khi mà người Pháp vô là toàn những họ có những linh mục giám mục và chiếm vị trí đắc địa nhất được họ làm cái nhà thờ cho họ. Nên chính vì vậy cái nhà thờ Thăng Thiên nằm trên cái vị trí đẹp nhất, rồi nhà thờ Thánh Tâm nhìn ra cái vị trí, nhìn ra chỗ bến xe, rồi các cái nhà thờ Đức An họ nhìn ra toàn là những cái vị trí ngã ba đường. Nhà thờ mình nói tiếng nhất của Việt Nam là nhà thờ gì? Nhà thờ Đức Bà. Nhưng mà các lịch sử người ta nghiên cứu lại cái nhà thờ đó trước kia là thời Pháp rồi họ chiếm, họ xoay, họ đập trên đó là một cái nền chùa. Và các cái tài liệu người ta ghi chép rõ ràng, chứ không phải cái điều này trong Phật giáo mình ghi là đặc biệt là. Điều này là báo chí rồi các cái tạp chí ngày xưa, sách sử ngày xưa cũng ghi chép rõ ràng. Nhà thờ Đức Bà được xây dựng trên cái nền nhà chùa cổ ngày xưa. Và cái tài liệu được công bố rất rõ ràng khắp mọi nơi, và thầy Nhật Từ cũng làm rõ điều này lắm. Nhiều người không hiểu, ta chụp mũ thầy Nhật Từ, yêu cầu đòi lại rồi thế này thế kia đúng thứ. Nên trong cái vấn đề đó là sự quy y và lý quy y. Cố nhiên đến một lúc nào đó các cái tôn giáo họ quản lý rất là chặt. Khi một em bé mà sinh ra trong gia đình Thiên Chúa giáo, Bà La Môn giáo hay là Hồi giáo hay là Chính thống giáo, Anh giáo được không? Tin lành giáo. Thì khi em bé mới sinh ra các thầy đưa vào nhà thờ ghi vào sổ hộ rồi, là con dân của nước Chúa, tín đồ của tôn giáo. Còn Phật giáo mình không có. Giáo mình tới quy y, nhiều người quy. Nên thầy mới nói tới mức độ một vị hòa thượng mà truy ra cái lý lịch của ngài là tôn giáo là tôn giáo không. Nên đến một mặt đó, thì mình nghe ra là rất là cay đắng. Nhưng mà đến giáo lý nhà Phật cũng rất là hay. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hạnh phúc, diệt phục như thị. Có nó mình cũng tụng nữa. Mình tụng thiên kinh vạn điển, rồi tóm lại mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh mà được gọi là quý ngài đưa trong nghi thức nhập tụng hàng ngày là gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Bổ khuyết là sao? Mình tụng tất cả kinh điển, tất cả cái tư tưởng, nhưng là mình trở lại đó mà nó không còn khuyết điểm nữa, hãy trở về cái tánh giáo lý chân không bát nhã. Sắc tức thì không,
công thức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Và người con Phật tối nào cũng tu tập quán chiếu, ngồi thiền. Các tăng ni sinh cái điều này phải cố gắng. Nếu mà được thì mỗi buổi tối trước khi ngủ hay là buổi sáng dậy thì chúng ta dành 5 phút hay 10 phút để mà chúng ta quán tứ niệm xứ quán, là cái lực của mình nó rất là mạnh. Bốn lĩnh vực của thiền quán tứ niệm xứ quán là quán bốn cái nơi. Thứ nhất là quán thân bất tịnh, để hóa giải những cái tham sân si, hóa giải những cái vấn đề bám víu vào vật chất, bám víu vào cái thân này, quán thân bất tịnh. Thứ hai là gì? Quán thọ lạc bộ. Thứ ba là quán gì? Quán tâm vô thường. Và thứ tư là quán quán pháp vô ngã. Mà dành chỉ còn mỗi một ngày chúng ta huân tập, đưa cái định lực đó thì sau này chúng ta có cái định lực rất tốt. Nên chính vì vậy vấn đề mà trong cái vấn đề mà quy y việc này việc kia thì thôi thì mình cứ nhẹ nhàng khó nhãi, không có chấp vào đó. Cho nên giống như ông Bùi Hữu Dược ấy, vụ trưởng Phật giáo, ông ta nói tức là hai cái Phật giáo vốn như vậy thôi. Nên đi đâu cũng vậy, phần lớn Phật tử rất là đông, người có tâm với Phật, người có thờ gia tiên, nghĩ với tới ông bà cha mẹ cửu hiền thoát tổ hồn thiên sông núi. Và bây giờ vừa rồi chúng ta còn những Covid đấy, thì phần lớn Phật giáo đứng ra thắp hương thắp hoa cầu nguyện, các cái tín đồ cầu nguyện hương hoa lễ hội hoa đăng việc này việc kia của thầy cũng mình chia sẻ đấy. Thì trong Phật giáo đầy đủ rồi. Đến những nghĩa trang Trường Sơn ở đâu cũng vậy, mình ở đây nhớ như nghĩa trang Chư Sê, những thầy ở đây có nghĩa trang Chư Sê là các thờ kính rất là tốt. Thậm chí ở tại nghĩa trang nó đúc cái nhà đại hồng trung cũng đẹp, kinh phí của nhà nước đấy, của Bá Gia Bá Tánh đó. Nên mình nhìn là xưa nay từ tất cả từ năm chứ bác mấy nghìn năm Phật giáo, từ khi dựng nước và giữ nước tới bây giờ, Phật hoàng Trần Nhân Tông ở nhà nước cũng âm thầm làm trong những cái đỉnh non yên tử. Bây giờ cái vị trí cái đỉnh cao nhất của Việt Nam là ở đâu? Phan Xi Păng, Sa Pa, Lào Cai. Thế mà giờ các lên đó thì lên đó tượng Phật của Bồ Tát rất là đẹp, tượng Phật Bổn Sư rất là đẹp, ngôi chùa trên đó rất là đẹp. Mà dưới chân ở dưới cái đỉnh Phan Xi Păng núi đó thì dưới đó ngày xưa Pháp họ chiếm là làm những nhà thờ đá rất là nổi tiếng thời Pháp. Bây giờ nhà nước mình hay là tất cả doanh nghiệp không còn nói ra, nhưng mà cứ nhìn vô âm thầm. Rồi chủ quyền biển đảo mình, những ngôi chùa ở Hoàng Sa, Trường Sa, ông tập đoàn Xuân Trường ông ra các cái đảo Hoàng Sa để sao phát tâm xây dựng chùa, ông kêu gọi các cái nhà sư, các vị chư tăng ra đó mà trụ trì giữ gìn biên cương bờ đảo. Rồi các cái tỉnh Tây Nguyên bây giờ là phải kêu gọi để xây dựng các cái chiền viện giữ gìn biên cương bờ cõi quốc gia Việt Nam, là cái Phật giáo mới làm cái vai trò hộ quốc, mới làm cái vai trò trong quốc. Cố nhiên nhà nước không thể nói ra được, nhưng mà trong là người con Phật, người Phật tử chúng ta âm thầm chúng ta hiểu điều đó. Cho dù là người ta có bảo này, cái tôn giáo của Phật ở tại Việt Nam mình là thiểu số có 3-4% là Phật tử thôi. À, nói chung quan trọng nhất là cái lực của mình, đi tới đâu cũng thấy hình ảnh Phật giáo mình biết. Đi lên các cái đỉnh hải đảo xa xôi, ra ai ra Phú Quốc, người Trung Quốc, cái thiền viện ở tại Phú Quốc, chúng là người Phú Quốc đẹp lắm. Nhìn ra biển mênh mông chập trùng, đi ra Côn Đảo cũng chỉ có nhà chùa thôi. Côn Đảo, ai đi Côn Đảo bao giờ chưa? 25 năm tù đầy ở Côn Đảo thời xưa. Phú Quốc thì Kiên Giang, bây giờ Hòn Sa, Trường Sa, hải đảo xa xôi, rồi những cái khu vực biên giới là Phật giáo rồi cũng đến đó là đạo sư nhà thì đó mới hồn thiên sông núi rồi nên trong mốc hộ quốc, hộ quốc an dân. Và những cái nghĩa trang cầu siêu anh hùng chiến sĩ đồng bào vì quốc hy sinh là cũng to lớn ha, thì Phật giáo mình đứng ra mình làm để giữ gìn cái vai trò đó. Phật giáo mình được phổ biến trong đó. Âm thầm quan trọng nhất là mình phải làm sao, phải thực tu, phải thực học thì người ta mới kính trọng. Nếu mình lười sủi qua ngày động tháng thì không ai kính trọng mình được, và mình sẽ đánh mất cái vai trò tăng bảo của mình. Thế cái bài mà quy y tam bảo thì quý thầy xin dừng ở nơi đây. Cái tiết xong sau á, quý thầy mình sẽ học một cái bài tên là bài nhân quả. Nhân quả trong cái giáo trình của Phật học cơ bản á, thì thấy đưa những bài rất là sâu, không có đưa những bài trước. Nhưng mà theo quý thầy là trong những cái bộ Phật phổ thông, các cuốn sách được cái giáo lý căn bản của nhân quả là những giáo lý mình học hàng ngày. Nên chính vì vậy mà cái bài thứ ba, cái lần sau mình sẽ học cái bài về nhân quả.
báo luân hồi. Đó là ba cái giáo lý cơ bản mà đi đâu trong cái xã hội người Việt mình cũng đề cập. Bà bán cá cũng nói nhân quả, bà bán rau cũng sẽ nói được nhân quả. Nhưng mà nhân quả là gì? Ta nói trên nói thôi chứ ta không biết nhân quả là gì. Bao nhiêu nhân quả, đó là như thế nào, chia làm như thế nào, sự nhân quả như thế nào, lý nhân quả, tất cả mọi chuyện là mình phải học mình lý được. Thế cái bài mà Tam Bảo thì mình xin kết thúc ở đây. Quy Tam Bảo nè, thì các tăng sinh gì chịu khó phải đọc, nghiên cứu thêm. À, để sau này mình làm, thứ nhất là để đối phó trong các cái kỳ thi, mà quan trọng nhất là mình phải học được lấy cái kiến thức của mình thực tu thực học. Mỗi một buổi tối chúng ta tự quy là gì, quy Phật là gì, quy pháp như người ta, mình phải để trong tâm của mình, trong khối óc, trong con tim của mình thì cái lực mình mới có. Cái mình tụng mình như cái con vẹt là không được, đừng có làm con vẹt. À, con vẹt là sao? Vẹt nhiều cái điều hello hello chào, á gì là Phật, á gì là Phật, nói được hết vậy. Nhưng mà mình tối là mình tự quy, mình tụng tự quy Phật, mình tụng rất hay, nhưng mà mình không có để tâm trong đó, trong không có dùng khối óc, con tim hay những hành động mình nữa, lấy cũng cho qua lo hay mình cũng qua lo, thì đó mình chạy theo cái sự, nhiều cái sự nó cũng không được viên, chứ đừng nói mà làm sao cố gắng có sự có lý, mà phải có cái sự lý viên dung trong đó, trong đời. Nhiều người cũng là cái sự, tức là cũng lên quy y đó, cũng như mà lạy, nhưng mà lạy cái kiểu như mỏi mệt, lạy Đức Phật mà mắt nó liếc qua bên, cho nên ta xem ta du ký là họ đóng những người nào đóng vai yêu quái đó, toàn liếc qua bên, mắt thì liếc, mày thì chọn chuyện này chuyện kia. Bây giờ còn khoảng 10 phút nữa thì các tăng ni có câu hỏi nào thắc mắc trong những cái bài đạo Phật hay bài Quy Tâm Bảo thì chúng ta có thể đặt câu hỏi để chia sẻ cùng nhau tu học ở trong cái buổi học hôm nay. A Di Đà Phật. Các tăng ni sinh cứ mạnh dạn, ai thắc mắc gì thì chúng ta đưa bàn tay lên để cho thầy lớp trưởng chấp nhận đỡ cô Viên Tuệ đang đưa tay đó phát biểu. Em đọc Phật, thưa thầy giải thích thêm cho con bài đạo Phật của thầy là đạo Phật, chữ đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận và đạo là lý tính tuyệt đối. Thưa thầy giải thích cho con nghĩa thứ ba là đạo lý tính tuyệt đối, thầy bổ sung ý nhất cho con đấy ạ. Cái đó hôm trước. Cái năm trước quý thầy cũng đã trình bày cụ thể rồi. Thì tùy theo cái kiến thức mà mình học, mình cũng một cái bài này hay là mình cũng một cái bài nhân quả, cũng là một cái bài đạo Phật. Nhưng mà bây giờ mình đang là cái lớp, thực ra mình học đó thì mình đỡ trên cơ bản mình nắm mình bắt thôi. Giống như cái thầy nói đơn giản cho dễ hiểu, mình là một cái học sinh cấp 1, học sinh cấp 2, học sinh cấp 3, mình sẽ từng bước mình tiến lên. Mình bình hãy các cái vị học sinh hãy bình luận một cái câu nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thế cái trình độ của mình, trình độ bây giờ chỉ trung cấp, bây giờ là mình chỉ mình viết được khoảng chừng là mình hiểu tùy theo khả năng của mình. Mình trình bày khoảng chừng là một trang hay là hai trang giấy. Còn đạo là một lý tánh tuyệt đối, là hôm trước thì mình đã trình bày hết rồi. Là bản thể, là sự vật, cái sử dụng tâm rất là cao. Thì phần lớn hôm trước của thầy đã trình bày rồi. Nhưng mà cố nhiên là Ni sinh Viên Tuệ có thắc mắc đó cũng rất là hay. Mà cái này là quý thầy nghĩ rằng là mình phải cố gắng mình vừa nghiên cứu hơn, mình tu tập nhiều hơn nữa. Thì mỗi một ngày là cái tâm mình là thở ngộ, mình mới hiểu được cái đạo là bản tánh, lý tánh tuyệt đối thế nào. Còn hôm nay mình học mình chỉ phần lớn mình nắm trên cái lý thuyết. Còn sự thực hành của mình mỗi một ngày sẽ tăng trưởng hơn rất là nhiều. Và mai mốt mình học lên cái trường lớp cao đẳng, mình sẽ hiểu về đạo là lý tánh tuyệt đối như thế nào. Rồi mai mốt mình học lên cái chương trình mà cao cấp Phật học, tức là cử nhân Phật học, hay là hậu đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ, lúc bây giờ có sự tu tập và mỗi ngày có sự tiến triển hơn. Cũng là một câu nhân quả, một học nhân quả. Nhưng mà cái bài ở trọ vẫn nói, ô nhân quả mà, bà bán đông con đo đông kiếm tới này, sau này ta chịu nhân quả. Ta hiểu chỉ ngang đó thôi. Nhưng một người học Phật thì hiểu khác, một người thể nghiệm và tu tập về nhân quả. Nên cái câu hỏi của Ni sinh Viên Tuệ thì thầy nghĩ cái câu hỏi rất là hay. Mà để trả lại cái câu hỏi này là mình đòi hỏi rằng là cái sự thể nhập, sưu tập cho nhiều. Đạo là bổn phận, đạo là con đường, và đạo là một lý tánh tuyệt đối. Và cái này là đòi hỏi cái sự
ấm nóng tự tri. Ấm nóng tự tri giống như mình uống nước thì nóng lạnh tự một người mình biết. Và đó mới là bản thể của đạo Phật. Còn mình nói là nhiều khi là nói như các vị thiền sư là ngôn ngữ đạo đạo. Ngôn ngữ trần gian là túi rách mà, đừng sau đời hai chữ mẹ thôi. Cái tình mẹ thương con mà muốn phải thể hiện đòi hỏi như thế. Mình nói mẹ ơi thì không định đợi được. Huống chi là đạo. Nên một lần nữa cũng cảm ơn cái câu hỏi của đi sinh viên tệ. Cố gắng đi sinh về thì giống như các tất cả các tăng ni chúng ta chịu khó học hành nghiên cứu đọc sách, mỗi một ngày mình sẽ có sự tỏ ngộ ra đạo là lý tánh tuyệt vời. Chứ còn bình thường không, quý thầy cũng vậy, thậm chí bản thân quý thầy cũng hiểu được phần nào thôi. Lý tánh tuyệt đối là cái sự thử nghiệm, sự tu tập của mình suốt đời suốt kiếp, và đến mức nào là thành Phật tác tố thì lúc đó giờ mới ngộ học ngộ được kiến của là vậy nè. Xin mời những câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật. Các tăng ni sinh cứ mạnh dạn. Cô ni sinh Viên Tuệ chắc cũng quý thầy trả lời vậy cũng hoan hỷ tốt phải không ạ? Cố gắng cứ nghiên cứu lên mà muốn tu tập là sự thổ ngộ của mình. Lý tánh tuyệt đối thì không có dễ gì. Mình chỉ học mới biết thế, quý thầy cũng hiểu được phần nào thôi. Muốn thể nghiệm thì mình phải mỗi ngày sẽ tiến triển lên. Nếu mà chúng ta có tu, có tiến, có sự thể nghiệm thì càng ngày chúng ta đi gần với cái tiến đi luôn. Lý tánh tuyệt đối đó. Mời các tăng ni sinh khác. Trong bài học hôm nay hay là những cái bài học lần trước, bài học về đạo Phật, về Tam Bảo, Quy Tam Bảo, hay là những cái gì thắc mắc trong cuộc sống liên quan tới giáo lý, thì có thể chia sẻ, có thể đặt câu hỏi. Mời Mai Thanh Nhung Phung. Thầy đang xin nhiệm vụ. Giơ tay bị lộn rồi. Còn ai nữa không ạ? Nếu không thì trong quá trình học nghiên cứu thì có gì mà thắc mắc thì cố gắng mình ghi ra. Mình ghi ra trước. Trong cuộc sống nhiều thắc mắc lắm, nhất là vấn đề Phật pháp mình đang học thì nhiều thắc mắc lắm. Gọi là tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Mình nghi ngờ nhiều, thắc mắc nhiều thì mà mình giải tỏa những thắc mắc đó, tức là mình có sự sở ngộ, có sự hiểu biết nhiều hơn. Nếu mà không có ai có câu hỏi nữa thì thôi, bài học hôm nay, cái lớp học hôm nay tạm mình ở đây. Mời các thanh ni thì khi mà muốn học tốt môn này cố gắng đọc sách cho nhiều, đọc Phật pháp hết mọi thứ. Nhưng mà các thanh ni xin chúng ta chấp tay nhân ngắn trước ngực niệm bài hồi hướng rồi nghỉ. Vừa đúng vừa sắp hết giờ. Na đem con đến này về khâm tăng ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo. Mời các tăng ni xin nghỉ nha.